Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 61. Ở lúc đêm khuya, Giang Sách về tới Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, cởi áo khoác xuống ngồi ở trên ghế salon, dụi dụi con mắt. Hôm nay mặc dù hắn không có làm cái gì, nhưng trải qua biến đổi bất ngờ, cũng là sẽ cho người cảm thấy mệt mỏi. Bí thư Miêu Đồng bưng tới một ly trà bày trên bàn, ôn nhu nói rằng, Giang Tổng, uống chén trà, sau đó nghỉ ngơi đi. Cảm tạ. Giang Sách nâng chung trà lên uống một ngụm. Miêu Đồng nói rằng, đêm nay thật là quá rung động, giống như là Hollywood tảng lớn giống nhau, từng đợt tiếp theo từng đợt, quả thực đáp ứng không xuể. Hãng quảng cáo bên kia hẳn là điện thoại đều đánh bể a. Giang Sách gật đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một lần này quảng cáo chia làm, mới có thể có 10 ức đi lên. Nhiều như vậy. Miêu Đồng giơ ngón tay cái lên, tấm tắc, có số tiền này, công ty chúng ta coi như là tạm thời ổn định, không cần lo lắng nữa sẽ bị tùy thời giết chết. Được rồi, còn có một món khác chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Song Hỷ Lâm Môn. Giang Sách hiếu kỳ hỏi, còn có cái gì chuyện tốt? Miêu Đồng nói rằng, trước ngươi không phải là đem Kiều Dung Mỡ bán quyền cho Khương gia Khương Loli nữ sĩ sao? Nàng mấy ngày nay đem Kiều Dung Mỡ bỏ vào V-series trong đi bán, ngươi đoán kết quả như thế nào? Giang Sách nhu liễu nhu huyệt thái dương. Kiều Dung Mỡ. Tỉ mỉ hồi tưởng mới nhớ hình như là có chuyện như thế, lúc đó hắn lâm thời chế luyện thuốc mỡ bị Khương Loli cho đặt tên Kiều Dung Mỡ, còn bỏ vào V-series đi bán. Nói cái gì bán tiền toàn bộ đều thuộc về Giang Sách, làm đối với Giang Sách báo đáp. Hắn nói rằng, hẳn là bán không được tốt lắm a. Ở Giang Sách xem ra, đó chính là lâm thời thuận tay làm gì đó, làm sao có thể bán được được rồi. Các nữ sinh hẳn không có tốt như vậy lừa gạt mới đúng chứ. Kết quả lại lớn lẫn nhau khác biệt. Miêu Đồng lắc đầu liên tục, nói rằng, ta đều nói là tin tức tốt, làm sao có thể bán không được tốt lắm. Khương nữ sĩ mới vừa gọi điện thoại qua đây nói, ban đầu xuất ra đi tiến hành tiêu thụ 1.000 bản thuốc mỡ, ở ngắn ngủi 1 giờ bên trong đã bị đoạt bán không còn. Làm sao nóng này? Đương nhiên, Miêu Đồng nói rằng, trước đây người dùng thuốc này mỡ chữa bệnh tin tức nhiều thiếu nữ sinh đều là biết đến khi thuốc mỡ chính thức đem bán, các nàng cắm điểm mua đồ ăn. Hơn nữa, thuốc này mỡ thực sự dùng tốt phi thường, hơn xa trước kia V-series thuốc mỡ càng có tác dụng tốt hơn. Tuy là Khương gia không có đi qua Kiều Dung Mỡ kiếm tiền, nhưng là lại vững chắc phê thanh tẩy danh khí, thực lực mạnh hơn. Đối với cái này dạng kết quả, Giang Sách vẫn có chút hết ý. Miêu Đồng nói rằng, xét thấy sơ bộ tiêu thụ nóng nảy công trạng, Khương nữ sĩ quyết định đề cao Kiều Dung Mỡ sản lượng, tiến hành diện tích lớn tiêu thụ. Đồng thời, còn nói cái gì cần với người ký một cái bổ sung hiệp nghị, chính thức bán đứt Kiều Dung Mỡ phát trao quyền. Giang Sách gật đầu. Có thể, thời gian địa điểm định rồi sao? Định rồi, sáng sớm ngày mai 10 điểm, ở xa Hằng trung tâm ký. Đi, ta biết rồi. Nói xong, Giang Sách uống cạn toàn bộ trà, giày cũng không cởi trực tiếp nằm trên ghế salon ngủ, không đến 3 min liền ngủ mất rồi. Miêu Đồng nhìn Giang Sách bình yên chìm vào giấc ngủ dáng vẻ, thở dài. Ai, tốt như vậy nam nhân, vì sao sớm liền kết hôn rồi đâu? Nếu là có thể, ta nguyện ý làm cái tiểu thiếp cũng không cái gọi là, chỉ là hắn cũng không bằng lòng đem. Lão thiên gia a, tại sao phải nhường ta đụng tới đàn ông ưu tú như vậy, rồi lại không cho ta được đến rồi. Ngươi thực sự là rất xấu rồi. Miêu Đồng đi tới giúp Giang Sách đem vớ đều cởi, sau đó đắp thảm lông lên tắt đi đèn, lặng lặng ly khai. Đêm khuya, Đàm gia biệt thự. Gia chủ Đàm Vĩnh Thắng ngồi ở ghế trên. Cắm đầu không nói lời nào. Nguyên bản Đàm Quốc Đống bằng lòng hắn là đêm nay sắp sửa thống kích Yêu Khả Nghi, đem lưu lượng đều dẫn nhập lương khốc, trở thành video app tuyệt đối đệ nhất. Đàm gia cũng muốn nhờ vào đó kiếm một món tiền lớn. Kết quả đâu? Thất bại tan tác mà quay trở về. Phải biết rằng, kinh thành vòng giải trí, đây chính là Đàm gia động mạch chủ, bây giờ lại bị Triệu gia dùng cây đao nhỏ quẹt một cái, mặc dù không chí mạng. Nhưng vẫn là có đau một chút. Mấu chốt nhất là, làm cho Đàm Vĩnh Thắng cảm thấy nguy cơ. Tiết mục khách quý không bằng người ta, bồi dưỡng hacker cũng so ra kém đối phương cao thủ, toàn phương vị tan tác, cư nhiên không có một chỗ nên. Đàm Vĩnh Thắng càng nghĩ càng sức sống.
Hắn dùng lực vỗ lên bàn, giận dữ hét, Quốc Đống, ngươi làm tất cả là chuyện gì? Đàm Quốc Đống vẻ mặt đau khổ nói rằng, ra ra, ta đã tận lực, kế hoạch cũng đều thiết kế vạn vô nhất thất, nhưng ai biết thủ đoạn của đối phương cao minh như thế? Ai? Nói đến phân nửa, hắn đề nghị, nếu không, chúng ta đi tìm trọng môn khoa học kỹ thuật Khải Thụy đem. Hắn lần trước không phải nói, dựa theo kế hoạch của hắn chấp hành, chỉ cần một tuần là có thể giải quyết Giang Sách sao? Đàm Vĩnh Thắng khoát tay áo, chờ một chút, Giang Sách tuy là đáng trách, nhưng bây giờ càng thêm cần cẩn thận đối phó chính là Triệu Gia. Giang Sách cùng Triệu Gia liên thủ, đơn giản không thể động a. Đàm Quốc Đống nói rằng, ra ra, ta xem ngươi chính là không bỏ được tiền. Khải Thụy nói phải đối phó Giang Sách, cần tốn hao 30 ức, nếu ta nói, ta tự ra đi. 30 ức mua Giang Sách một cái mạng, kỳ thực thật đáng giá. Đàm Vĩnh Thắng còn không đồng ý. Chuyện này tạm thời đừng bảo là, 30 ức cũng không phải là con số nhỏ. Hơn nữa, Khải Thụy cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, làm sao ngươi biết hắn không biết cầm tiền của chúng ta cũng không làm việc. Đối với cái này dạng nghi ngờ, Đàm Quốc Đống quả thực không tiện nói gì rồi. Đàm Vĩnh Thắng thở dài, đổi một trọng tâm câu chuyện, nói rằng, được rồi, tiến quân nữ tính thị trường kế hoạch thi hành thế nào. Ba gia tộc lớn, từng cái gia tộc đều có bên ngoài am hiểu lĩnh vực. Đàm gia vòng giải trí, Khương gia nữ tính thị trường, Triệu gia xã giao con đường. Tam đại trận doanh, chân vạc mà đứng. Thế nhưng, tam gia cũng không cam tâm chỉ đạt được 1/3 thiên hạ, đều muốn hoàn thành đại nhất thống, vì vậy đều muốn phương thiết pháp tiến quân người khác lĩnh vực. Tựa như Triệu gia lợi dụng chạy nam tiến quân Đàm gia lĩnh vực giống nhau, kỳ thực. Đàm gia gần nhất đã ở tiến quân Khương gia lĩnh vực, đồng thời còn chế định phi thường cặn kẽ sách lược kế hoạch. Chỉ là, hiệu quả tựa hồ cũng không phải là quá tốt. Đàm Quốc Đống bất đắc dĩ nói, ra ra, cô gái này tính thị trường bị Khương gia chiếm lấy đã bao nhiêu năm ngài cũng không phải không biết, một chốc căn bản là không giải quyết được. Gần nhất chúng ta ra một cái mỹ phẩm dưỡng da, có thể làm cho nữ sinh khuôn mặt trở nên càng thêm trơn chuột. Muốn từ chỗ nhỏ tiến hành đột phá, ai biết, Na Khương gia ngay lập tức sẽ cấp cho rồi đáp lại, ra một cái cùng loại hình sản phẩm, tên gì Kiều Dung Mỡ, còn gia nhập bọn họ mạnh nhất V-Series, lập tức liền đem đường của chúng ta lấp kín. Thuốc này mỡ bán phi thường tốt, hiện nay chúng ta mỹ phẩm dưỡng da căn bản là bán bất động. Nghe thế, Đàm Vĩnh Thắng càng thêm tức giận rồi. Lĩnh vực của mình bị Triệu gia cho công hãm một thành trì, chính mình nhưng căn bản không gặm nổi Khương gia địa bàn. Ngẫm lại đều khó chịu. Hắn cau mày nói rằng, V-Series nhưng là Khương gia chiêu bài series, mỗi một khoản gia nhập vào V-Series sản phẩm, na đều phải nghiêm ngặt sàng chọn, tầng tầng chấn, tuyệt đối không có khả năng lâm thời gia nhập vào A. Ai nói không phải, Đàm Quốc Đống nói rằng, cái này Kiều Dung Mỡ căn bản cũng không có bất luận cái gì sàng chọn. Trực tiếp liền gia nhập, thật là vì đối phó chúng ta, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đàm Vĩnh Thắng cảm thấy có chuyện. Vì vậy, hắn cho thị trường bộ nhân gọi điện thoại, ở một phen cặn kẽ giải khai sau đó, đại thể làm xong rồi trong lòng hiểu rõ. Cúp điện thoại. Hắn đối với Đàm Quốc Đống nói rằng, vừa mới ta theo thị trường bộ nhân hỏi, cái này Kiều Dung Mỡ cũng không phải là Khương gia sản phẩm. Không phải Khương gia. Đàm Quốc Đống lớn dám ngoài ý muốn. V-Series nhưng là Khương gia chiêu bài series, cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua tình huống tương tự, làm sao có thể khác biệt nhà sản phẩm xuất hiện ở V-Series. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, dựa theo thị trường bộ suy đoán, chắc là cái này thuốc mỡ hiệu quả phi thường tốt, so với V-Series đại đa số sản phẩm cũng muốn giỏi hơn, là một cái phải tranh thủ được sản phẩm. Cho nên Khương gia vì đạt được cái này sản phẩm phát trao quyền. Liền đặc biệt gia nhập vào V-Series. Cái này, Đàm Quốc Đống nhíu nói rằng, vậy thì đồng nghĩa với nói, Kiều Dung Mỡ giống như là chạy nam giống nhau, là một cái mới ra bạo nổ khoản sản phẩm. Đúng vậy, Đàm Vĩnh Thắng tiếp tục nói, đồng thời còn có một cái tin, Kiều Dung Mỡ phát trao quyền kỳ thực còn không có chính thức hoàn thành ký kết. Khương gia Khương Loli hẹn Kiều Dung Mỡ nghiên phát giả, ngày mai ở Sa Hằng trung tâm tiến hành sau cùng bổ sung hiệp nghị ký kết. Chỉ cần hoàn thành cái này ký kết, Na phát trao quyền liền triệt để thuộc về Khương gia rồi. Nghe thế, Đàm Quốc Đống khẳng định liền biết ý tứ. Hắn nói rằng, ra ra,
ngươi là muốn ta tới cái hoành đao đoạt ái. Đem phát trao quyền đoạt lấy. Đàm Quốc Đống gật đầu, không sai. Ngày mai ngươi phải tới sớm một chút, đoạt ở Khương Lô Ly trước trình diện, sau đó cùng Kiều Dung Mỡ Nghiên phát giả gặp mặt, đối với người ta khách khí một điểm, ý tưởng nghĩ cách đem phát trao quyền bắt vào tay. Đàm Quốc Đống hỏi, muốn đoạt lại, na đoán chừng phải hoa rất nhiều tiền. Mặc kệ bao nhiêu tiền, cũng phải đoạt lại. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, Kiều Dung Mỡ đối với giá trị của chúng ta, giống như là Trại Nam đối với Triệu gia giá trị. Chúng ta muốn xâm chiếm Khương gia lĩnh vực, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bắt vào tay. Ngày mai ngươi sẽ đối nhân ra thái độ tôn kính, mặc kệ đối phương yêu cầu rất cao, ngươi cũng phải tiếp lấy. Đàm Quốc Đống gật đầu, đi, ngày mai ta cam đoan giống như một tôn tử giống nhau, đối với Nghiên phát giả khách khí. Quay đầu hắn lại hỏi, được rồi, cũng không biết cái này Nghiên phát giả rốt cuộc là ai vậy. Đàm Vĩnh Thắng lắc đầu, về điểm này, ta còn thực sự không biết, Khương gia đối với Nghiên phát giả cố gắng bảo mật. Bất quá Nghiên phát giả khẳng định cũng là nữ tính thị trường đại lão một trong, ngày mai ngươi đi, hơi chút hỏi một câu cũng biết tình huống, tất cả tùy cơ ứng biến. Được rồi, nhiệm vụ này nghe còn rất khó khăn. Hai ông cháu thương lượng xong sau đó, liền mỗi người ly khai ngủ. Đàm Quốc Đống trở lại gian phòng của mình, cởi áo khoác xuống nằm ở trên giường, sâu đậm thở dài. Hắn liền nghĩ tới Giang Sách. Tên khốn kiếp này làm hại ta hôm nay buổi tối mất hết bộ mặt. Ngươi chờ ta, chuyện này ta sẽ không lúc đó quên đi. Chờ ta ngày mai trước làm xong Kiều Dung Mỡ phát trao quyền, rảnh tay liền giết chết ngươi tên khốn kiếp này. Giang Sách, ngươi cho rằng trốn Triệu ra phía sau, có thể theo chúng ta Đàm ra chống lại. Ha ha, ngươi không khỏi cũng quá khinh thường Đàm ra rồi. Sáng sớm hôm sau, Đàm Quốc Đống sớm liền đi tới Sa Hằng trung tâm, ở đại sảnh trên ghế chân cao ngồi, hạ thấp tư thái, nhìn qua giống như là một làm giao hàng, một điểm đại gia tộc thiếu gia dáng vẻ cũng không có. Có biết biết hơi chút khách khí hai câu, không nhận biết, thậm chí sẽ còn đối với hắn kêu la om sòm. Cứ như vậy, Đàm Quốc Đống kiên nhẫn chờ. Từng cái người tiến vào hắn đều phải cẩn thận quan sát, có chứng kiến có thể là Kiều Dung Mỡ người chế tác, sẽ chủ động tiến lên khách khí hỏi. Bất quá, liên tục như thế đợi sấp xỉ 2 giờ, cũng không có tìm được chính xác đối tượng. Đàm Quốc Đống liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đều nhanh 10 giờ, làm sao còn chưa tới. Như thế này Khương Lô Ly tới, không gì ta chuyện gì. Trong lòng của hắn đang phiền táo. Vừa lúc đó, một chiếc kiệu chạy dừng ở cửa cách đó không xa, cửa xe mở ra, một gã vóc người cao ngất, ăn mặc tây trang nam tử đẩy cửa đi vào phòng khách. Đàm Quốc Đống vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi hỏi, kết quả là ngây ngẩn cả người. Tới người này chính là Giang Sách. Hắn làm sao tới rồi? Sa Hằng trung tâm là chuyên môn phụ trách các đại tập đoàn có quan hệ nữ tính thị trường sản phẩm ký kết, thương lượng địa phương. Dựa theo đạo lý mà nói, Giang Sách trong tay cũng không có bất luận cái gì cùng này tương quan sản phẩm, vậy hắn hảo đoan đoan chạy tới nơi này làm cái gì? Thật là làm cho người sờ vuốt không đầu óc. Có đôi lời là, cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Chuyện tối ngày hôm qua, Đàm Quốc Đống bị Giang Sách hung hăng xiêm áo một đạo, ngày hôm nay chứng kiến Giang Sách tự nhiên không có hảo cảm. Đang ở Giang Sách đến gần thời điểm, Đàm Quốc Đống âm dương quái khí nói rằng, yêu, ta tưởng là ai rồi, thì ra là ngươi này bị Đàm ra đá ra chó hoang a. Không cố gắng ôm chặt Triệu ra bắp đùi, chạy chỗ này tới làm gì. Buổi nói chuyện trong nháy mắt liền hấp dẫn người chung quanh chú ý. Có biết đều biết Đàm Quốc Đống cùng Giang Sách giữa mâu thuẫn, chàng hảo hí này, có nhìn. Giang Sách cũng nhìn thấy Đàm Quốc Đống. Hắn bình tĩnh mỉm cười nói, đêm qua Trại Nam tiết mục lớn bạo nổ, tâm tình tốt, tùy tiện tới đi dạo một vòng. Thật biết hướng người khác trên vết thương sát muối. Na hồ bất khai đề na hồ. Đêm qua lương khốc hệ thống tan vỡ, vô cùng chiến đấu tiết mục băng bàn, Triệu gia cùng Giang Sách liên thủ hung hăng hướng Đàm gia nội địa đâm một đao, là thật đau. Vết thương này còn không có chưởng được rồi, Giang Sách lại cho sát muối. Muốn nói không khó chịu đó là giả. Đàm Quốc Đống nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi tới cho Giang Sách hai cái lỗ tai to quát tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kỳ thực, nếu đổi lại là người bình thường,
Đàm Quốc Đống thật vẫn cứ làm như vậy rồi, chỉ là hắn đối với Giang Sách thực lực lòng biết rõ, thực sự đánh nhau, 10 cái hắn cũng không phải Giang Sách đối thủ. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Lúc này, có thủ hạ qua đây cùng Đàm Quốc Đống nói rằng, Đàm thiếu gia, nghe nói Kiều Dung mỡ người chế tác sắp trình diện rồi, xin ngài cần phải chú ý. Đàm Quốc Đống gật đầu. Hôm nay tới mục đích đúng là vì Kiều Dung mỡ phát trao quyền, có thể muôn ngàn lần không thể làm hỏng. Nào ngờ, Giang Sách đang nghe đối thoại của bọn họ sau đó, hiếu kỳ hỏi, làm sao, các ngươi cũng muốn ký Kiều Dung mỡ phát trao quyền sao? Cái này cũng chữ dùng tốt. Đàm Quốc Đống không gấp trả lời, mà là nhìn từ trên xuống dưới Giang Sách, nở nụ cười. Uy uy uy, ngươi cũng nói cho ta biết, tiểu tử ngươi hôm nay tới nơi đây, là muốn ký Kiều Dung mỡ phát trao quyền. Giang Sách gật đầu, chính là. Đàm Quốc Đống phốc suy liền vui vẻ. Hắn chỉ vào Giang Sách nói rằng, muốn nói Khương gia có thể ký, ta là một vạn cái phục tùng, ngươi tới ký, dựa vào cái gì? Bằng ngươi không biết xấu hổ sao? Đàm Quốc Đống hoàn toàn hiểu lầm Giang Sách. Hắn cho rằng Giang Sách với hắn giống nhau, cũng là đến cùng Khương gia cướp đoạt Kiều Dung mỡ phát trao quyền, căn bản cũng không có nghĩ tới kỳ thực Giang Sách chính là người chế tác. Cái cũng khó trách, dù sao Giang Sách thịnh vui khoa học kỹ thuật cùng nữ tính thị trường hoàn toàn không phải dựng cát, huống chi, Giang Sách người này đã cùng nữ tính thị trường rốt đặc cán mai, căn bản cũng không như là người chế tác bộ dạng. Giang Sách từ tốn nói, vậy ngươi nếu biết Khương gia muốn ký, ngươi còn ở nơi này các loại, là chuẩn bị đoạt ở Khương gia trước đem phát trao quyền cho ký đi sao? Đàm Quốc Đống ngạo khí nói rằng, cái này mặc kệ chuyện của ngươi. Bất quá ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, chúng ta Đàm gia muốn có được đồ đạc, sẽ không có người có thể cướp đi. Giang Sách lắc đầu, cái này có thể không phải nhất định, ta cũng dám cam đoan, cái này Kiều Dung mỡ phát trao quyền các ngươi Đàm gia tuyệt đối không có khả năng đạt được. Đây coi như là đổi lên. Ai cũng biết bọn họ song phương cừu hận thâm hậu, chạy nam sự kiện còn chưa qua, hay bởi vì Kiều Dung mỡ đối mặt. Đàm Quốc Đống cười nhạt vài tiếng. Giang Sách, đừng tưởng rằng ngươi nho nhỏ thắng ta một lần, có thể được nước lên trời. Nói cho ngươi biết, thắng bại là chuyện thường binh ra. Ta ở chạy nam mặt trên bại bởi ngươi, không có nghĩa là Kiều Dung mỡ cũng sẽ thua ở ngươi. Không nói khác. Muốn từ Khương gia trước giành trước mua được Kiều Dung mỡ phát trao quyền, na được xuất ra bao nhiêu tiền ngươi biết. Ngươi thịnh vui khoa học kỹ thuật hiện tại chính là một trống rỗng, dựa vào cái gì theo chúng ta Đàm gia tranh đoạt. Giang Sách đáp lại nói, có ít thứ, không phải nhiều tiền liền nhất định mua được. Ha 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 ha, Đàm Quốc Đống cuồng tiếu không ngừng, không có tiền sẽ không tiền, theo ta cái này kéo cái gì. Ngươi cho rằng Kiều Dung mỡ người chế tác là người ngu sao. Không có tiền cũng bán cho ngươi. Ở Đàm Quốc Đống xem ra, cái này phát trao quyền, hắn hôm nay là quyết định. Giang Sách bất đắc dĩ thở dài, người ta kiên trì như vậy cũng không còn ý nghĩa gì, không bằng đánh cuộc như thế nào. Đánh đố. Đối với, nếu như ngươi có thể bắt được phát trao quyền, ta đây liền thua ngươi 30 ức, nếu như ngươi lấy không được, ngươi liền thua ta 30 ức. Đàm Quốc Đống nhíu chân mày lại, nói rằng, ha ha. Cái này đánh đố đối với ngươi quá có lợi, lúc đầu phát trao quyền chính là Khương gia vật trong bàn tay, ta cũng chỉ là tận lực thử một lần, không công bình. Cũng có đạo lý, vậy dạng này a? Giang Sách nói rằng, chúng ta liền đổ, Kiều Dung mỡ người chế tác biết một phân tiền không muốn, miễn phí đem phát trao quyền bán cho Khương gia, mà ngươi, ra nhiều tiền hơn nữa, nhân gia cũng sẽ không bán cho ngươi. Cái này có điểm dỗi rồi. Trên thế giới làm sao có thể cất ở đây dạng kẻ ngu si? Đàm Quốc Đống lăng lăng nhìn Giang Sách, hỏi, người cái này một phân tiền không phải là có ý tứ. Giang Sách hồi đáp, chính là trên mặt nổi ý tứ, cũng không muốn Khương gia thanh toán bất luận cái gì tiền mặt, cũng không cần Khương gia cấp cho bất kỳ chia hoa hồng thù lao, lại càng không muốn Khương gia nó là hắn bất kỳ vật gì, hình thức tới gán nợ, hoàn toàn cho không. Chính là tặng cho ý tứ. Điên rồi. Tuyệt đối điên rồi. Kiều Dung mỡ loại này nhất định sẽ trên thị trường bán nhiều bạo nổ khoản sản phẩm, sẽ làm người chế tác kiếm bồn mãn bát mãn cây dụng tiền, sẽ có người cái gì cũng không muốn, miễn phí biếu tặng cho Khương gia. Chẳng lẽ, người chế tác này là Khương Loli tình nhân cũ hay sao? Coi như là tình nhân cũ, tại như vậy ích lợi thật lớn trước mặt,
cũng không khả năng hoàn toàn buông tay. Ở người nào xem ra, đây đều là chuyện không thể nào. Đàm Quốc Đống nở nụ cười, hắn nhìn chằm chằm Giang Sách nói rằng, ngươi đã muốn chết như vậy, tốt, ta thành toàn ngươi, cái này đổ chúng ta quyết định. 30 trăm triệu đổ ước, cứ quyết định như vậy. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn hai người bọn họ, đây là đang mở cái gì quốc tế vui đùa. Đàm Quốc Đống Mỹ tư tư nhìn Giang Sách, hắn rất sợ Giang Sách đến lúc đó đổi ý, còn cố ý cường điệu, nói mà không có bằng chứng, đến lúc đó nếu như người nào đổi ý khả năng liền không tốt sao. Giang Sách hỏi, vậy người định làm như thế nào? Ký tên theo. Có thể. Vì vậy, từ Đàm Quốc Đống chủ động đưa ra cũng định ra chứng từ, song phương ký tên in dấu tay, cái này cụ bị hiệu ứng pháp luật rồi, muốn chống chế cũng không được. Đàm Quốc Đống trong lòng Mỹ A. Ngày hôm nay hắn là thắng chắc, bởi vì không có người kẻ ngu si biết một phân tiền không muốn, đem cây dụng tiền cho không người khác. Hơn nữa, Đàm Quốc Đống mình là chuẩn bị rất nhiều tiền dùng để tiến hành mua đồ ăn. Mặc kệ nhìn từ phương diện nào, đây đều là một hồi thắng chắc đánh cuộc, 30 ức, hắn không muốn thu nhận. Đàm Quốc Đống cười ha hả nói, Giang Sách, ngươi thật là có quá ngu. Thực sự cho rằng thắng ta một lần, là có thể thắng hai ta lần, ba lần. Ngươi không khỏi cũng quá không đem ta Đàm ra để ở trong mắt ha. Giang Sách cười cười không nói lời nào. Người chung quanh cũng đều xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Có người nói cái này đánh cuộc không phải rõ ràng đưa tiền sao. Giang Sách điên rồi, biết làm đánh cuộc như vậy. Đoán chừng là bị Đàm ra bức điên rồi sao. Ngược lại ta là nghĩ không ra bất kỳ lý do gì làm đánh cuộc như vậy, hiềm nhiều tiền, cố ý hướng nhân ra trên mặt đập sao. Có ít người não đường về thanh kỳ, chúng ta cũng không tiện nói cái gì. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cửa phòng khách đẩy ra, Khương Lị mang theo vài tên thủ hạ đi đến. Vừa nhìn thấy Khương Lị, Đàm Quốc Đống liền có chút luống cuống. Hắn bên này không đợi đến Kiều Dung mỡ người chế tác đến. Làm sao Khương Lị ngược lại tới trước? Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Khương Lị chứng kiến Đàm Quốc Đống cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng vừa đi vừa nói chuyện, yêu, hôm nay là gió gì, đem Đàm ra cậu ấm cũng cho thổi tới rồi. Không đợi Đàm Quốc Đống trả lời, Giang Sách thay hắn nói rằng, Đàm thiếu gia hôm nay tới mục đích cùng ngài giống nhau, cũng là hướng về phía Kiều Dung mỡ phát trao quyền tới, đồng thời một bộ nhất định phải được dáng vẻ. A hát, Khương Lị trong lòng có chút lẩm bẩm. Nàng biết Giang Sách cùng Đàm ra nước lửa không dung quan hệ, nhưng vẫn là có chút lo lắng, dù sao máu mủ tình thâm, một phần vạn Giang Sách nể tình thân tình phân thượng đem Kiều Dung mỡ phát trao quyền bán cho Đàm ra, vậy cũng làm sao bây giờ? Ai cũng biết Đàm ra đối với Khương gia lĩnh vực mơ ước thật lâu, một phần vạn thực sự bị bọn họ lấy đi phát trao quyền, tình huống cũng không quá hay. Đàm Quốc Đống nói rằng, cái này phát trao quyền cũng không phải văn bản rõ ràng quy định chỉ có thể bán cho Khương gia, làm sao, chúng ta Đàm gia không thể hỏi hỏi giá sao? Khương Lị ngoài cười nhưng trong không cười nói, có thể, đương nhiên có thể. Quay đầu lại, nàng lại hỏi Giang Sách, vậy không biết Giang Đồng cùng Đàm thiếu gia có hay không đạt thành nhất trí, có đồng ý hay không hắn báo giá? Có đôi lời nói ở phía trước, mặc kệ Đàm gia ra bao nhiêu tiền. Chúng ta Khương gia đều nguyện ý ra gấp đôi mua. Những lời này nhưng là ở là khí phách. Chỉ là, Đàm Quốc Đống có điểm sững sờ. Hắn nhìn Khương Lị, lại nhìn Giang Sách, nghi hoặc không hiểu hỏi, ta theo cái này kẻ ngu si có cái gì tốt đạt thành nhất trí. Báo đáp giá cả, ta cho hắn báo cái rắm giá cả, hắn cũng không phải người chế tác. Những lời này vừa nói ra, Khương Lị liền toàn bộ hiểu. Nàng phốc suy nở nụ cười. Làm sao, Đàm thiếu gia ngươi còn không biết chân tướng sao? Chân tướng, cái gì chân tướng? Chân tướng chính là Kiều Dung mỡ là Giang Đồng tự tay chế luyện A. Oanh! Đàm Quốc Đống cảm giác đầu óc đều nhanh muốn nổ. Hắn bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Sách, nhìn na một bộ chuyện gì đều cùng bên ngoài không có quan hệ biểu tình, hận không thể đi tới cho hắn hai bàn tay. Cảm tình từ vừa mới bắt đầu, Giang Sách đang ở đùa giỡn chính mình chơi. Rõ ràng Giang Sách chính là Kiều Dung mỡ người chế tác, lại cố ý lén gạt đi không nói, đem mình cho chơi đùa quá. Các loại. Đàm Quốc Đống đột nhiên ý thức được bị lừa.
hắn chính là cùng Giang Sách đánh cuộc, nếu như người chế tác miễn phí đem Kiều Dung mỡ phát trao quyền tặng cho Khương gia, như vậy Đàm Quốc Đống nhưng là phải thua bởi hắn 30 ức. Nghĩ đến đây, Đàm Quốc Đống liền hai chân run lên. Ngươi lừa gạt ta. Giang Sách từ tốn nói, ta làm sao gạt ngươi. Từ ngay từ đầu ta lúc tiến vào, cũng đã rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta là tới ký kết Kiều Dung mỡ phát trao quyền hợp đồng, chỉ là ngươi không tin mà thôi. Cái gì gọi là không tin? Căn bản là hiểu lầm. Đàm Quốc Đống cho rằng Giang Sách cũng là mơ ước phát trao quyền, là tới giành trước mua, trời mới biết Giang Sách là người chế tác, là tới bán phát trao quyền. Ký hợp đồng, là có buôn bán song phương. Đàm Quốc Đống chắc hẳn phải vậy đem Giang Sách trở thành bên mua, ai biết nhân gia là người bán. Ha ha, cái này hết độc tử. Khương Lị có chút nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, làm sao, nhị vị trước có cái gì ước định sao? Vì vậy, Giang Sách liền đem mới vừa đổ ước nói ba xạo nói cho Khương Lị, thuận tiện còn đem Đàm Quốc Đống ký kết chứng tử lấy ra, không thể nào chống chế. Nghe thế, Khương Lị vui cũng, lòng nói cái này Giang Sách thật đúng là có đủ ủ rũ hư hại. Bất quá, Khương Lị muốn chán ghét Đàm gia, nhưng thật ra rất vui lòng chứng kiến Đàm Quốc Đống biết, làm cho hắn luôn mơ ước Khương gia nữ tính thị trường. Kết quả là, Khương Lị cố ý nói móc nói, sách sách sách. Ta Đàm đại thiếu gia, các ngươi đang đào chân tường trước, cũng không tìm hiểu một chút phải đào nhân là ai a? Đây cũng quá nghiệp dư hơi có chút a. Rõ ràng nhân gia người chế tác đứng ở trước mặt của ngươi, ngươi lại hồn nhiên không biết, chẳng những không đúng nhân gia khách khí, ngược lại còn để người ta cho lên án mạnh mẽ một trận, làm thấp đi một phen, liền cái này, còn muốn từ tay người ta chung mua đi phát trao quyền. Ngươi nghĩ dám ăn đâu? Đàm Quốc Đống bị đổi một câu nói đều không nói được, tương đương khó chịu. Chuyện này kỳ thực sự được trách hắn. Nếu như không phải hắn sơ ý khinh thường nói, sự tình làm sao sẽ trở thành cái dạng này. Bất quá lùi một bước mà nói, nếu như người chế tác không phải Giang Sách lời nói, có thể Đàm Quốc Đống thật có thể giành trước ngăn lại. Đây cũng là số mạng a. Giang Sách khắc chết hắn. Ở bước ngoặt cuối cùng, Đàm Quốc Đống trừng mắt Giang Sách. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, Giang Sách ngươi lãnh tĩnh một điểm, không muốn làm chuyện điên rồ. Kiều Dung mỡ như thế kiếm tiền bạo nổ khoản sản phẩm, ngươi làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tặng không cho Khương Lị. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ vì 30 ức mà làm ra bực này chuyện ngu xuẩn a. Chỉ cần ngươi gật đầu đem phát trao quyền bán cho ta, ta đây liền buông tha đổ ước, không tính là ngươi thua, không muốn ngươi 30 ức, hơn nữa, ta còn sẽ cho ngươi một số lớn bán đứt phí. Càng là sẽ cho ngươi bảy thành chia hoa hồng. Thế nào? Suy tính một chút nhìn. Có thể nói, Đàm Quốc Đống tận lực, hắn cho ra điều kiện đã coi như là tương đương phong phú, người bình thường thật vẫn gánh không được. Thế nhưng, Giang Sách bán đấu giá cho hắn. Giang Sách hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là trợ giúp nhị thúc hoàn thành báo thù, tiêu diệt Đàm gia, như thế nào lại trợ Đàm gia lớn mạnh. Cho nên, hắn khẽ cười một tiếng, nói rằng, xin lỗi a, ta là không có rộng lớn chí hướng người, khác tiền ta đều không muốn, sẽ ngươi na 300 triệu đổ ước bồi thường, không hơn. Giang Sách, ngươi một cái bệnh tâm thần, Đàm Quốc Đống tức giận mắng, làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Liền vì theo ta bực bội, vô duyên vô cớ buông tha trên 10 tỷ lợi nhuận sao? Giang Sách mỉm cười hồi đáp, không thể được sao? Đàm Quốc Đống là thật hết chỗ nói rồi. Hắn biết Giang Sách nhất định là vì rồi khí hắn chỉ có làm như vậy, nhưng hắn lại có thể thế nào? Đàm gia cùng Giang Sách mâu thuẫn cũng không phải một ngày hay hai ngày, không phải tiền có thể hiểu mở. Hắn cắn răng nói rằng, tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi là làm sao đem giảo dung mỡ phát trao quyền tặng cho Khương gia. Đàm Quốc Đống chính là không tin Giang Sách phải làm như vậy, mặc dù Giang Sách nói như vậy, hắn cũng vẫn là chưa tin. Không nên tận mắt thấy Giang Sách ký tặng cho hợp đồng mới bằng lòng bỏ qua. Kỳ thực không riêng gì hắn không tin, ở đây tuyệt đại đa số người cũng là không tin. Đồng thời Khương Lị cũng có chút xấu hổ. Nàng vốn là vì báo đáp Giang Sách, mới đem giảo dung mỡ để vào V-Series, đồng thời đem tất cả doanh thu đều cho Giang Sách. Kết quả hiện tại Giang Sách bị buộc bất đắc dĩ, muốn đem giảo dung mỡ không công giao cho Khương gia. Làm người của Khương gia. Một phân tiền không tốn, đạt được như vậy bạo nổ khoản sản phẩm, vậy khẳng định là huyết kiếm. Vấn đề là,
Khương Lị trong lòng phi thường băn khoăn. Giang Đồng, như vậy thực sự thích hợp sao? Khương Lị cũng không nhịn được hỏi. Giang Sách mỉm cười hồi đáp, Khương nữ sĩ, nếu như ta không phải tặng cho lời của ngươi, ta đây nhưng là phải bồi 300 triệu, một khoản thiên văn sổ tự, ta có thể không thường nổi. Ai? Khương Lị cũng không tiện nói cái gì, nàng cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn Giang Sách thường tiền a. Kết quả là, Giang Sách trước mặt của mọi người, đem giảo dung mỡ phát trao quyền tặng cho rồi Khương Lị, một phân tiền cũng không muốn, bất kỳ lợi nhuận cũng đều không muốn, cho không. Thấy như vậy một màn, Đàm Quốc Đống phải không phục cũng phải phục. Giang Sách nói với hắn, thế nào, Đàm thiếu gia, ta đã ký tặng cho hợp đồng, về sau giảo dung mỡ theo ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì rồi, người ta đánh cuộc cũng có kết quả, thường tiền a. Đàm Quốc Đống hận đến nhà Dương Dương, Giang Sách tình nguyện không nên lên 10 tỷ thậm chí nhiều hơn lợi nhuận, cũng muốn hắn cái này 300 triệu bồi thường, có làm như vậy buôn bán sao? Có thể sống lại khí thì có ích lợi gì, nên thường tiền vẫn là thường tiền. Hơn nữa, lúc đầu Đàm Quốc Đống là có thể không lỗ tiền, liền dám không biết xấu hổ là được rồi, là chính bản thân hắn cần phải xem thường Giang Sách ký tên theo. Thực sự là hại nhân cuối cùng hại mình. Bất đắc dĩ, Đàm Quốc Đống đem cái này 30 ức toàn bộ đều bồi thường cho rồi Giang Sách. Bệnh tâm thần, bệnh tâm thần. Giang Sách, ngươi chính là cái không hiểu làm ăn bệnh tâm thần. Đàm Quốc Đống hùng hùng hổ hổ, phi thường khó chịu bồi thường tiền. Nhưng mà Giang Sách thật không hiểu việc buôn bán sao. Cũng không phải. Khương Lị còn thật không tốt ý tứ nói rằng, Giang Đồng, thực sự là thật ngại quá a. Lúc đầu ta là muốn giúp ngươi kia mà, không nghĩ tới. Giang Sách khoát tay áo, ngươi quả thực đến giúp ta nha, 300 triệu tiền bồi thường, giúp đỡ rồi ta không nhỏ vội vàng. Mặt khác, nếu như ngươi thực sự cảm thấy băn khoăn lời nói, ta chỗ này còn có một loại thuốc mỡ, ngươi có hứng thú mua sao? N. Đàm Vĩnh Thắng trưởng kíp quay lại, dừng tay lại trong động tác, hiếu kỳ hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là không chỉ là thu mua thất bại đơn giản như vậy? Đàm Quốc Đống trở vận khí, nói rằng, ra ra, người biết cái này giảo dung mỡ người chế tác là ai chăng? Ai vậy? Là của chúng ta người quen cũ, cháu trai ruột của ngài Giang Sách. Đồ chơi gì? Đàm Vĩnh Thắng suýt chút nữa không có ngoác mồm kinh ngạc, cái này Giang Sách là U Linh sao? Làm sao tới chỗ nào đều có hắn, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mới vừa liên thủ Triệu gia cho bọn hắn tới một đao, hiện tại lại liên thủ Khương gia thư kích chính mình sao? Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng a. Đàm Vĩnh Thắng đã có thể liên tưởng đến chuyện phát sinh phía sau rồi, nếu Giang Sách là người chế tác, khẳng định như vậy chắc là sẽ không đem phát trao quyền bán cho Đàm gia, hơn nữa còn có khả năng hung hăng làm nhục Đàm Quốc Đống một trận. Cái này thảo nào Đàm Quốc Đống biết tức giận như vậy rồi. Hắn thở dài, nói rằng, được rồi, phát sinh loại sự tình này là ai chưa từng nghĩ tới, quái thì trách chúng ta không có nói trước dò nghe. Đàm Quốc Đống nói rằng, ra ra, cái này Giang Sách không riêng chế tạo ra giảo dung mỡ, còn chế ra sử dụng hiệu quả tốt hơn thủy mỹ nhân. Xem ra, là muốn cùng Khương gia tiến hành thâm nhập hợp tác. Cái này Giang Sách đã ôm chặt Triệu gia bắp đùi, nếu như lại bước trên Khương gia thuyền, vậy xích sắt liên hoàn, như dẫm trên đất bằng rồi. Ra ra, người này chưa trừ diệt, chúng ta Đàm gia đem không có một ngày yên tĩnh. Lời nói này ngược lại có chút đạo lý. Đàm Vĩnh Thắng cũng thật thật không ngờ Giang Sách năng lượng cư nhiên sẽ lớn như vậy, liên tục cùng Triệu gia, Khương gia cài đặt quan hệ, thoạt nhìn, là muốn xua hổ nuốt sói, lợi dụng cái khác hai đại gia tộc lực lượng, liên thủ tiêu diệt Đàm gia. Mặc kệ Giang Sách có phải hay không muốn như vậy, ngược lại thế cục trước mắt quả thực như vậy. Đàm Vĩnh Thắng sờ sờ râu mép, trong lòng âm thầm suy tư. Đàm Quốc Đống lại lầm bầm một câu, mặt khác ra ra, ta hôm nay bại bởi Giang Sách 30 ức. Cái gì? Đàm Vĩnh Thắng suýt chút nữa không tức giận chết. Để cho ngươi đi ra ngoài mua phát trao quyền ngươi không mua được còn chưa tính, chả thế nào vô duyên vô cớ tổn thất 30 ức. Điều này làm cho Đàm Vĩnh Thắng quá khó khăn tiếp nhận rồi. Đàm Quốc Đống liền đại thể đem sự tình giảng thuật một lần. Đàm Vĩnh Thắng nghe xong, lông mi sẽ xảy ra a, đồ hỗn hào. Chào ngươi ngạt cũng là từng va chạm xã hội, làm sao dễ dàng như vậy liền bị lừa.
Na Giang Sách là ăn thiệt thòi chủ sao? Ngươi a ngươi, thật để cho Gia Gia quá thất vọng rồi. Chuyện cho tới bây giờ, như thế nào đi nữa quở trách cũng là chuyện vô bổ. Đàm Quốc Đống đề nghị, Gia Gia, bằng không chúng ta phải đi tìm Khải Thụy A. Dựa theo yêu cầu của hắn, cho hắn 30 ức, nhìn hắn như thế nào đem Giang Sách giết chết. Đàm Vĩnh Thắng hé mắt, nói rằng, chúng ta đã bị Giang Sách lừa gạt 30 ức, cũng không thể lại bị Khải Thụy lừa gạt đi 30 ức. Chúng ta Đàm ra tiền, cũng không phải gió lớn thổi tới. Như vậy đi, người đi cùng Khải Thụy đàm luận, chúng ta có thể đáp ứng cho hắn 30 ức, nhưng hắn phải xuất ra trọng môn khoa học kỹ thuật hết thảy cổ quyền tiến hành mượn nợ. Nếu như hắn ở một cái cuối tuần bên trong giết chết Giang Sách, như vậy 30 ức cùng cổ quyền, đủ số xin trả. Nếu như làm không được, là 30 ức cùng cổ quyền, chúng ta Đàm ra liền toàn bộ tịch thu, hắn chỗ hóng mát chỗ ở. Làm như vậy, chính là đem tất cả nguy hiểm đều tái giá cho Khải Thụy. Vô luận hắn là hay không thành công, Đàm ra cũng không thua thiệt. Có điểm lợi hại. Đàm Quốc Đống gật đầu, tốt, ta hiện tại cứ dựa theo Gia Gia lời ngươi nói đi làm. Chỉ mong Khải Thụy không phải là một phiến tử. Nói xong, Đàm Quốc Đống xoay người rời đi. Đàm Vĩnh Thắng tiếp tục cắt bồn hoa, trong hai mắt tràn đầy phẫn hận cùng lo lắng. Giang Sách tốc độ phát triển vượt qua xa tưởng tượng của hắn, vốn cho là tùy tùy tiện tiện là có thể bóp chết con kiến, bây giờ đã cắn hắn vài miệng. Lại như thế xuống phía dưới, cuối cùng cũng có một ngày Giang Sách hội trưởng thành đại ngạc ngư, đem mình cho nuốt mất, hắn tân tân khổ khổ chống đỡ Đàm ra, tại sao có thể bởi vì năm đó phong lưu khoản nợ mà đổ nát? Tuyệt đối không thể. Bất quá, Đàm Vĩnh Thắng còn chưa tới triệt để lúc tuyệt vọng, Đàm ra nhất định ra đại nghiệp đại. Không phải tùy tiện như vậy là có thể làm hỏng. Lúc này, một gã hạ nhân đi tới nói rằng, lão gia, cái người điên kia lại không chịu ăn cơm. A hát, Đàm Vĩnh Thắng buông cây kéo, làm sao tất cả mọi chuyện đều như thế không phải hài lòng rồi. Đi, để cho ta đi xem. Sau đó, hai tay hắn cõng ở phía sau đi tới biệt thự chỗ sâu một cái ẩn núp gian phòng nhỏ, ở trong phòng bày một máy đàn dương cầm, trừ cái đó ra không còn gì khác. Hắn tự tay đè xuống đàn dương cầm trong đó ba cái kiện, sau đó, liền thấy trên mặt đất sàn nhà cục gạch tả hữu chia lìa, xuất hiện một cái giảm xuống ngôi cao. Đàm Vĩnh Thắng cùng hạ nhân cùng nhau đứng ở trên bình đài. Đè nút ấn xuống, đại khái 20s sau đó, ngôi cao chậm rãi hạ xuống, hai người lại xuyên qua một cái chật hẹp thông đạo dưới lòng đất, đi tới một cái rộng mở, sáng sủa trong phòng. Nên gian phòng tuy là ở vào trong lòng đất, thế nhưng chu vi không ngừng có không khí chảy vào, hơn nữa chiếu sáng hệ thống phi thường tốt, khiến người ta thân ở trong đó cũng sẽ không cảm thấy phiền muộn. Đồng thời, cả phòng trang sức tráng lệ, ở giữa có một tấm tám chảo long sàng, thật là khí phái. Trên giường, nằm một gã rối bù, mang còng tay xiềng chân nam tử. Hắn, chính là hạ nhân trong miệng người điên. Đàm Vĩnh Thắng nhìn hắn một cái, tự tay từ dưới nhân thủ trung tiếp nhận chứa cơm nước rổ. Vừa đi vừa nói chuyện, lần trước không phải nói rất náo loạn sao? Làm sao ngày hôm nay lại không nghe lời? Na người điên giọng nói ngạo mạn nói rằng, lần trước ngươi cũng nói tốt dẫn hắn tới gặp ta, thế nhưng ngươi làm xong rồi sao? Đàm Vĩnh Thắng cười lạnh nói, ta chỉ nói là để cho ngươi gặp một lần hắn, cũng không phải nói đem hắn mang tới nơi này thấy ngươi. Làm sao, ngươi cảm thấy ngươi đời này còn có thể với hắn mặt đối mặt gặp lại sao? Người điên nhíu mày lại, nói rằng, vậy ngươi cũng không có để cho ta nhìn thấy hắn a. Đàm Vĩnh Thắng dùng ngón tay trên tường mới vừa cài đặt mặt tốt tivi, nói rằng, đừng có gấp, chứng kiến na tivi không có. Nhưng thật ra là một mặt display, liên tiếp một cái lỗ kim camera. Chỉ cần mở tivi, là có thể chứng kiến camera quay chụp đến hình ảnh. Ta chỉ muốn đem hắn mang tới camera trong phạm vi, ngươi không liền có thể lấy chứng kiến hắn sao? Người điên lập tức hưng phấn. Thực sự. Đương nhiên là thực sự. Đàm Vĩnh Thắng đem rổ để dưới đất. Điều kiện tiên quyết là, người được ăn trước hết cơm, để cho mình sống. Nếu không thì coi như hắn tới, người cũng không nhìn thấy không phải sao. Na người điên vội vàng từ trên giường chạy xuống, vạch chân rổ, lấy tay cầm lấy cơm ăn. Hắn vừa ăn vừa nói, ta ăn, người mau mở ra tivi cho ta xem nhìn hắn. Đàm Vĩnh Thắng vỗ tay phát ra tiếng,
Hạ nhân lập tức đi mở tivi, sau khi mở ra, biểu hiện là một cái nho nhỏ thư phòng, là Đàm Vĩnh Thắng bình thường đọc sách, viết chữ địa phương. Hắn ở đâu? Người điên hỏi. Đừng nóng vội, ta đây phải đi gọi hắn thư phòng gặp mặt, để cho ngươi xem thật kỹ vừa nhìn hắn. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ chết, ngươi chết, sẽ thấy cũng không nhìn thấy hắn. Nói xong, Đàm Vĩnh Thắng xoay người rời đi. Rời đi thông đạo, trở lại gian phòng nhỏ sau đó, Đàm Vĩnh Thắng lấy điện thoại cầm tay ra cho Đàm Quốc Đống gọi một cú điện thoại. Ra ra. Quốc Đống A, ra ra nhớ tới một việc, ngươi tới ta thư phòng một chuyến, có chuyện nói cho ngươi. Ok, liền tới. Sau một tiếng, làm Đàm Quốc Đống từ Đàm Vĩnh Cửu Thắng thư phòng lúc đi ra, luôn cảm giác là lạ. Ra ra nói có chuyện gì, kết quả chính là đưa cho hắn một bịch trà ngon diệp, nói làm cho hắn trở về pha trà uống, áp áp cơn tức. Ra ra từ lúc nào trở nên như thế săn sóc người. Hơn nữa, liền chút chuyện nhỏ này, có cần phải đặc biệt gọi điện thoại làm cho hắn qua đây một chuyến sao? Từ lúc nào qua đây đều có thể cầm A, hơn nữa làm cho hạ nhân đưa đến gia đình hắn cũng được A. Hành động như vậy quả thật làm cho hắn nhìn có chút không hiểu. Bất quá chung quy không phải là cái gì đại sự, Đàm Quốc Đống cũng không có quá để bụng, đem lá trà cất xong sau đó liền trực tiếp lao tới trọng môn khoa kỹ năng, định ngày hẹn rồi trọng môn khoa kỹ năng chủ tịch Khải Thụy. Đoạn thời gian gần nhất Khải Thụy xem như là tương đương Thái Bình, vẫn ngận đê điều. Không biết, đều cho là hắn là thật bị Giang Sách cho chế phục rồi, đê điều làm người, trên thực tế, hắn là đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Rốt cục cũng để cho hắn chờ đến. Làm Đàm Quốc Đống nói cần trọng môn khoa kỹ năng cổ quyền tới đối trùng 300 triệu tài chính lúc, Khải Thụy không có bất kỳ do dự nào liền đáp ứng xuống tới. Tựa hồ, hắn nhận định sẽ không thua. Đàm Quốc Đống cũng thật là kinh ngạc, trước khi đi chỉ nói câu, Khải Thụy, chỉ mong ngươi không muốn làm ta thất vọng. Chúng ta bại bởi Giang Sách nhiều lần lắm rồi, ta đối với thất bại cảm giác đã căm thù đến tận xương tủy. Khải Thụy trả lời hắn, chỉ là một cái nụ cười quỷ dị. Đưa đi Đàm Quốc Đống sau đó, Phó Đồng Lao Lôi đi vào phòng làm việc, nói rằng, ngươi cứ như vậy bằng lòng Đàm Quốc Đống rồi. Khải Thụy đóng cửa lại, nếu không, đâu? Đàm gia cần trọng môn khoa kỹ năng cổ quyền làm mượn nợ, mới bằng lòng để cho chúng ta 30 ức, ha ha, căn bản là đối với chúng ta không tín nhiệm. Thì tính sao, Khải Thụy nói rằng, mục đích của chúng ta là muốn giết chết Giang Sách, có thể hay không đạt được Đàm gia tín nhiệm lại có cái gì cái gọi là. Các loại 30 ức vào tài khoản, ta có thể chấp hành kế hoạch. Yên lặng lâu như vậy, sợ là Giang Sách đều đem ta quên a. Lúc này... Lao kéo sắc mặt biến thành hơi có chút biến hóa. Từ lần trước từ Giang Sách nơi đó xem qua Ngô lão gia tử vong báo cáo sau đó, nàng liền rõ ràng biết Giang Sách cũng không phải là giết chết nàng nghĩa phụ hung thủ. Hung phạm, có khác người khác. Khải Thụy, đang nói dối. Thế nhưng nàng lại không biết vì sao Khải Thụy muốn nói dối, càng không dễ trước mặt chỉ ra, rất xấu hổ. Hiện tại để cho nàng theo chấp hành kế hoạch giết chết Giang Sách. Điểm này nàng rất khó làm được. Lao kéo. A, đại ca, chuyện gì? Nhìn ngươi thần sắc dường như không tốt lắm. Gần nhất ngủ hơi trễ mà thôi. Khải Thụy thân thiết nói rằng, đừng quá thức đêm rồi, đối với thân thể không tốt. Lao kéo khoát tay áo, đừng lo, được rồi, đối phó Giang Sách kế hoạch đã toàn bộ đều chế định xong rồi sao? Ân, ngươi trước đi về nghỉ, các loại tài chính vào tài khoản rồi. Ta sẽ đầu đuôi nói cho ngươi biết. Tốt. Vì vậy Lao kéo liền vẻ mặt mệt mỏi ly khai phòng làm việc, trong lòng của nàng vẫn còn ở quấn quýt, đến tột cùng có muốn hay không đối phó Giang Sách. Biết rõ đối phương là vô tội, còn muốn giết chết hắn sao? Rất mâu thuẫn. Nhìn Lao kéo bóng lưng rời đi, Khải Thụy trong ánh mắt để lộ ra một khí tức âm lãnh, hắn tựa hồ trong mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng là vừa thật không dám tin tưởng. Lao kéo, ngươi có phải hay không đã nhận ra cái gì? Vì sao, ta ở trong mắt ngươi thấy được không đành lòng đối phó Giang Sách tình cảm? Ngươi cùng Giang Sách trong lúc đó, đến cùng phát sinh qua chuyện gì? Càng là hoài nghi, thì càng là bất an, thì càng phẫn nộ. Khải Thụy nghiêm khắc một quyền nện ở trên mặt bàn, lẩm bẩm, Giang Sách, toàn bộ đều là bởi vì ngươi, mới có thể làm hại ta mất đi đệ đệ cùng nghĩa phụ.
làm sao, hiện tại ngươi ngay cả lao kéo cũng muốn từ bên cạnh ta cướp đi sao? Không có khả năng, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Ngươi chờ, trong một tuần lễ, ta sẽ ngươi đầu người rơi xuống đất. Cũng trong lúc đó, Giang Sách đang mang theo một túi tiểu quả quýt từ quầy trái cây đi ra. Cừu trắng hiếu kỳ hỏi, làm sao, thống suất ngươi thích ăn loại này tiểu quả quýt sao? Giang Sách lắc đầu, không phải ta thích ăn, là Lăng Giao thích ăn, trước đây vẫn còn ở Giang Nam khu thời điểm, nàng liền bình thường mua loại này tiểu quả quýt về nhà ăn. Từ nàng tới kinh thành giúp ta trợ uy sau đó, ta còn không có nhìn ngắm qua nàng, ngày hôm nay mua chút quả quýt đi xem xét, nhìn nàng một cái qua thế nào. Cừu trắng vui vẻ, nhân gia hiện tại nhưng là siêu cấp lớn minh tinh, ở thu hiện trường vậy cũng là siêu nhất lưu đãi ngộ, thống suất ngài liền mua như thế hai cân quả quýt liền đem người cho đuổi rồi. Không khỏi có điểm kiêu kiêu lục soát một chút ra. Giang Sách khẽ cười một tiếng, lễ nhẹ tình ý trọng nha, đi, đưa ta tới. Được rồi. Cừu trắng lái xe đem Giang Sách đưa đến thu hiện trường, Giang Sách một mình xuống xe dẫn một túi quả quýt đi vào trong. Một đường đi tới diễn viên khu nghỉ ngơi, hiện trường đạo diễn nói cho hắn biết, Lăng Giao hiện tại đang ở thu hiện trường, ước đoán còn cần hơn nửa canh giờ mới có thể qua đây nghỉ ngơi, làm cho Giang Sách trước chờ một lát. Giang Sách sẽ không để ý, tùy ý rời cái ghế ngồi xuống, kiên trì chờ. Hắn tùy ý nhìn, khoan hãy nói, toàn bộ hiện trường vô cùng nghiêm cẩn quy tắc, vô luận là diễn viên vẫn là công phu tác nhân viên, đều ở đây cần cần khẩn khẩn công tác. Xem ra chạy nam tiết mục hiệu quả không sai, vẫn có đạo lý. Đang ở hắn mới vừa chưa ngồi được bao lâu, liền nghe được một tiếng thê lương nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, từ nơi không xa phòng xa bên trong truyền ra. Làm sao vậy? Không đợi Giang Sách đứng lên, liền thấy có công phu tác nhân viên đem một cái nhuộm một đầu màu vàng mao nam nhân từ phòng xa bên trong đẩy ra ngoài, đồng thời phi thường nghiêm nghị nói rằng, nơi này là nữ sinh phòng thay đồ. Người một cái đại nam nhân tại sao có thể đi vào trong chạy? Không thấy được xe bên cạnh bài tử sao? Ha ha, làm sao có thể không thấy được? Cũng là bởi vì thấy được, chỉ có càng phải đi vào trong chạy. Na Hoàng Mao cười đều giả nói, không phải là xem hai mắt nha. Lại sẽ không rơi khối thịt, có gì phải tức giận. Hơn nữa, người biết ta là ai sao, liền cùng ta hô to gọi nhỏ. Na công phu tác nhân viên nhìn Hoàng Mao. Thực sự là giận mà không dám nói gì. Giang Sách hiếu kỳ hỏi bên cạnh hiện trường đạo diễn, cái này Hoàng Mao là ai a? Hiện trường đạo diễn thở dài, hắn gọi Đường Cương, là Đường Văn nhất phẩm lão bản tiểu nhi tử, ỷ vào hắn lão tử đối với chúng ta chạy nam đầu ít tiền, dựa vào quan hệ tiến nhập đoàn kịch, cả ngày đùa giỡn đại bài, đối với nữ sinh không sạch sẽ. Đường Văn nhất phẩm. Giang Sách nhưng thật ra không có ấn tượng gì. Dù sao quảng cáo phương bên này đều cũng có đủ Mây Mỹ cùng Lưu Mỹ Đồng hai người phụ trách. Bất quá, coi như là lớn hơn nữa nhãn quảng cáo phương, cũng không thể như thế mù đến đây đi. Hiện trường đạo diễn Tạ Oán nói, hiện tại kinh thành vòng giải trí rất hỗn loạn, này nhà tư sản muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hầu hết thời gian, còn muốn quy tắc ngầm nữ diễn viên, nếu như không chịu, sẽ không cho thông cáo, toàn diện đuổi ra khỏi. Cái này Đường Văn nhất phẩm ở kinh thành coi như là cũng có số má hãng quảng cáo, Đường Cương ỷ vào trong nhà có tiền có thế, cả ngày mù tới, khiến cho nguyên bản hòa thuận đoàn kịch hỏng bét. Giang Sách hỏi, đủ Mây Mỹ cùng Lưu Mỹ Đồng biết không? Hiện trường đạo diễn bất đắc dĩ lắc đầu, tất cả mọi người kiêng kỵ Đường Cương, không dám nói lung tung, coi như nói, cũng chính là lẻ tẻ nói vài câu, chưa từng có một người dám đi cùng tề phu nhân, Lưu Tổng giam tố cáo. Hơn nữa, người bình thường cũng không thấy được Na nhị vị a. Giang Sách gật đầu. Loại sự tình này nhìn không thấy còn chưa tính, thấy được thì không khỏi không quản, huống chi, chạy nam cái này ngăn hồ sơ tống nghệ rất nhiều diễn viên đều là ức mạch vui chơi giải trí tới được. Công ty mình nữ diễn viên bị người khi dễ, làm lão bản làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Đang ở nói chuyện võ thuật, Na Đường Cương còn muốn xông vào trong. Công phu tác nhân viên nhanh lên ngăn lại, nhưng lại không dám dùng quá sức, rất sợ đem Đường Cương cho đụng dập đầu lấy, đến lúc đó không thường nổi. Đường Cương nóng nảy, dựa theo công phu tác nhân viên cái bụng chính là một cước, bắt hắn cho đạp phải một bên, sau đó liền hướng phòng xa bên trong chui.
Này thay quần áo nữ sinh tất cả đều sợ đến thét chói tai, mỗi một người đều chỉ là thuận tay cầm quần áo lên mặc lên người, cũng không để ý mặc chính là không phải là của mình. Đường Cương một bên lau miệng một bên cười ha hả nói, ai nha, các ngươi cũng không cần mặc, có cái gì tốt mặc. Ta xem các ngươi dáng dấp cũng không tệ, đều là người Giang Nam kiệt địa linh, ra hết mỹ nữ, xem ra không nói giả, kinh thành này mặt hàng ta đều nhìn chán rồi, thật đúng là lần đầu tiên chứng kiến như vậy tươi ngon mọng nước cô nương. Các ngươi khả năng không hề nhận thức ta là ai, ta nói cho các ngươi biết, ta là Đường Văn nhất phẩm tiểu thiếu gia. Cái này chạy nam chính là ta cha toàn quyền đầu tư. Vòng giải trí quy tắc ngầm các người cũng đều biết, có người nào muốn lên chức, tới, đi về phía trước hai bước, theo ta vài ngày, ta cam đoan mấy ngày kế tiếp chạy nam, các người vai diễn biết đại phúc độ tăng. Như thế nào ha? Những nữ sinh kia đều bị sợ hãi, từng cái hướng bên trong tránh. Các nàng tất cả đều là tuyến ba tiểu diễn viên, từ ức mạch phui chơi giải trí một tay bồi dưỡng. Vốn là chuẩn bị theo Lăng Giao những thứ này đại minh tinh đi ra gặp từng trải, lịch luyện một chút, ai có thể nghĩ đến phát sinh ác tâm như vậy sự tình. Những nữ hài tử này khóc sướt mướt, công phu tác nhân viên cũng chỉ có thể lo lắng suông. Kinh thành vòng giải trí bầu không khí chính là như vậy, bọn họ những nhân vật nhỏ này coi như là lại tức giận, cũng không còn biện pháp thay đổi gì. Đường Cương cau mày nói rằng, khóc cái gì a? Đây là các ngươi lên chức cơ hội tốt a? Kinh thành nhiều nữ minh tinh đau khổ nịnh bợ ta đều không để cho các nàng cơ hội, làm sao các ngươi trả lại cho khuôn mặt không biết xấu hổ đâu. Hắn hứ một ngụm, đê đoan hàng chính là đê đoan hàng, không có tí sức lực nào. Đường Cương tự lẩm bẩm, vẫn là Lăng Giao tốt, rất xinh đẹp lại tự nhiên phóng khoáng, bụng có thi thư khí tự hoa. Chờ đấy, không được bao lâu ta tự muốn đem Lăng Giao thu được giường của ta. Bất quá! Đang thưởng thức Lăng Giao bữa này bữa tiệc lớn trước, dùng trước các ngươi tới lái một chút dạ dày, để cho ta nếm thử giang nam nữ tử là cái gì tư vị. Hắn thô bỉ nói rằng, các ngươi đã không chịu chủ động đi về phía trước, vậy hãy để cho ta tới lật bài tử a. Đường Cương giống như là hoàng đế giống nhau, đi tới diễn chức nhân viên đồng hồ trước mặt, nói rằng, để cho ta tới nhìn, người nào tên êm tai. Quét một vòng, hắn cuối cùng vừa cười vừa nói, Quân Lan Hương. Tên này không sai, là ai a? Đứng ra, đêm nay liền từ ngươi đi theo ta qua đêm. Phòng xa bên trong một gã tướng mạo luôn vui vẻ nữ sinh sợ đến lắc đầu liên tục, nước mắt là tả đi xuống, khóc lê hoa đái vũ. Không muốn, ta không muốn đi theo ngươi. Đường Cương hung hãn nói, ngươi có phải hay không lầm một việc? Ta không phải ở thỉnh cầu ngươi theo ta đi, mà là đang mệnh lệnh ngươi. Ngươi là chính mình theo ta đi. Hãy để cho thủ hạ của ta giúp ngươi trói gô giống như heo giống nhau khiêng đi, tự lựa chọn a. Na nghệ danh Quân Hương Lan nữ sinh sợ đến co giúp ở trong góc, hai tay ôm ngực, lắc đầu liên tục, nói cái gì cũng không thể cùng Đường Cương đi. Nàng vừa mới đi tới kinh thành không bao lâu, chưa từng có đã biết trường hợp như vậy, dọa sợ không nhẹ. Xem đại Quân Hương Lan vẫn chưa đến, Đường Cương có chút tức giận. Hắn hung hãn nói, ta đếm tới ba. Nếu như ngươi không phải chính mình qua đây kéo ta cánh tay theo ta về nhà, vậy cũng trách ta không khách khí. Đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, thật đem mình làm căn thông rồi không? 1. 2. Đang ở hắn vừa mới chuẩn bị đem ba hô ra miệng thời điểm, một con khổng vũ có lực bàn tay to từ phía sau bắt được hắn cần cổ, lập tức liền cho lôi đi ra ngoài. Giống như là diều hâu vồ gà con giống nhau, dễ dàng liền cho xách ra, ném xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Ai làm? Đường Cương ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được Giang Sách, hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn chưa từng có ở studio gặp qua Giang Sách, vừa cúi đầu, chứng kiến Giang Sách trong tay sách quả quýt, không khỏi nở nụ cười. Hắn đứng dậy phủi một cái bụi, khinh thường nói, mới tới công việc của đoàn kịch đúng vậy. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, giả mạo người tốt. Đường Cương dùng tay chỉ Giang Sách. Đang làm sự tình trước kia cũng bất động động tới người óc heo, hiện trường mấy trăm người cũng không quản, làm sao ngươi liền dám quản? Biết ta là ai không? Kinh thành Đường Văn nhất phẩm nghe qua không có. Ta, chính là Đường Văn nhất phẩm tiểu thiếu gia, chạy nam lớn nhất phía đầu tư, vậy chính là ta ba. Dám quản lão tử nhàn sự, có tin hay không lão tử đem ngươi dầm nát làm mồi cho cá mập a? Vừa nói.
hắn vừa đi về phía Giang Sách, chuẩn bị tự tay đem Giang Sách cho đẩy ra, tiếp tục đi phòng xa bên trong trêu đùa này không nổi danh nữ diễn viên. Có thể Giang Sách không giống với những người khác. Đang ở đường cương chỉ có vươn tay ra thời điểm, Giang Sách một bả liền gian xảo ở cổ tay của hắn, thuận thế lắc một cái. Đường cương một cái giá áo túi cơm, tay trói gà không chặt, ngay cả người thường đều đánh không lại, thì càng không cần phải nói Giang Sách rồi, lập tức đã bị Giang Sách cho nữ xoay người sang chỗ khác, đau gào khóc kêu loạn. Đau, đau chết mất. Ngươi cho ta buông ra. Cho tới giờ khắc này Giang Sách mới chậm rãi nói rằng, giống như ngươi vậy rác rưởi sẽ không hợp với hiện tại loại địa phương này, cút cho ta, về sau không cho phép trở lại. Lại để cho ta ở studio nhìn thấy ngươi lời nói, ta liền đem ngươi hai cái tay đều chém. Đường cương dọa lảo đảo một cái. Nhưng cho tới bây giờ không có ai dùng loại giọng nói này đối với hắn nói, hay là đang hắn đặc biệt cho thấy thân phận dưới tình huống. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi biết đắc tội Đường Văn nhất phẩm đại giới là cái gì? Vừa lúc đó, đoàn người lục tục đã đi tới, chính là mới vừa chụp xong một cái phân đoạn thu công Lăng Giao đám người. Chứng kiến bên này xuất hiện tình trạng, Lăng Giao đám người cứ tới đây nhìn. Giang Đồng. Lăng Giao sửng sốt một chút, không nghĩ tới Giang Sách cư nhiên sẽ cùng Đường Cương phát sinh mâu thuẫn, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, liền Đường Cương bộ dáng kia, Giang Sách nhất định sẽ trừng trị hắn. Vừa nghe đến Giang Đồng hai chữ, Đường Cương ngay lập tức sẽ kịp phản ứng. Hắn quay đầu nhìn Giang Sách, dò hỏi, người chính là Thịnh Vui khoa học kỹ thuật chủ tịch Giang Sách. Lăng Giao thay hắn hồi đáp, chính là. Đường Cương đầu tiên là khẽ nhíu mày, sau đó lại phốc suy vui vẻ, vừa cười vừa nói, ta tưởng đặc biệt gì đại nhân vật lợi hại rồi, thì ra chính là một dựa vào ta ba nuôi sống phế vật a. Cái này nói lời gì? Cái gì gọi là Giang Sách dựa vào hắn ba nuôi sống? Đường Cương nói rằng, đừng cho là ta không biết, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật sẽ nấc nhì rắm rồi, sẽ chờ bộ này chạy nam bán nhiều, kiếm tiền xoay người. Mà ba ta là cái này ngăn hồ sơ tống nghệ lớn nhất phía đầu tư, là ta ba tiền nuôi các ngươi. Cho nên, chính là ta ba nuôi sống ngươi, Giang Sách. Cái này não đường về cũng là có thể. Bất quá hiện nay kinh thành tuyệt đại đa số công ty giải trí, đều là cái dạng này. Kim chủ ba ba chính là tất cả, bất kể làm cái gì cũng không có thể được tội. Đường Cương tiếp tục nói, cho nên Giang Sách, người đem ta đắc tội, quay đầu ba ta không phải đầu tư các ngươi chạy nam tiết mục, ta xem ngươi làm sao còn kiếm tiền xoay người. Thức thời, liền cho ta buông ra, hướng ta chịu nhận lỗi, lại cho ta dâng lên vài cái giang nam khu mỹ nữ, ngã tâm tình được rồi có thể cũng sẽ không theo ta ba cáo trạng, đã hiểu không có. Người như thế, chính là thích ăn đòn. Giang Sách khẽ thở dài một hơi, nói rằng, như người loại này người, cả đời đều không học được cái gì gọi là lễ phép. Ok, ta hôm nay liền thay thế ba ngươi, yên lành dạy ngươi làm một lần người. Vừa dứt lời, Giang Sách cổ tay lần nữa chuyển động, đem Đường Cương nguyên cả cánh tay tiếp tục phương hướng ngược lại vặn vẹo. Ken két két, liền nghe được từng đợt thanh thúy đầu khớp xương tiếng vang lên, Đường Cương toàn bộ cánh tay đều phế đi. A, à, Đường Cương phát sinh một hồi kêu thảm thiết, đau đều nhanh muốn mất đi chi giác. Giang Sách buông lỏng tay, ầm một tiếng, Đường Cương trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Giang Sách, ngươi xong. Ta muốn để cho ta ba rút vốn. Không riêng rút vốn, ngươi còn phải phục dụng tới đền ta một cánh tay. Giang Sách lạnh lùng nói rằng, phế bỏ ngươi một cánh tay, là đúng trước ngươi làm chi ác nghiêm phạt. Nếu như ngươi còn không thức thời, sẽ trả giá lớn hơn nữa càng thê thảm đại giới. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền có đoàn kịch nhân viên công tác chạy tới. Giang Sách nói rằng, đem hắn từ đoàn kịch chí nguyện trong danh sách hoa rơi, sau đó tiễn hắn về nhà, làm cho cha hắn yên lành quản giáo quản giáo. Từ lúc nào quản giáo tốt rồi, từ lúc nào lại phóng xuất. Nhân viên công tác có điểm chột dạ nói rằng, Giang Đồng, thực sự cứ như vậy tiễn hắn trở về. Ân. Giang Đồng, ba hắn nhưng là Đường Văn nhất phẩm thầy cai Đường Tung Tần. Nếu như Đường Tổng chứng kiến con trai của mình bị người phế bỏ một cánh tay, có thể sẽ có bất hảo ảnh hưởng a. Giang Sách ngạo khí nói rằng, nếu như Đường Tung Tần dám gây chuyện nói, ta ngay cả hắn một khối phế bỏ. Lời này đủ thô bạo.
Công việc kia nhân viên cũng không tiện nói cái gì nữa, mang theo người, dựa theo Giang Sách nói đem đường cương cho tặng trở về. Cái này đưa tới trở về, tuyệt đối là muốn đâm lớn lâu tử. Lăng Dao đi tới nói rằng, cái này đường cương trong ngày thường ở studio tác uy tác phúc, tất cả mọi người nhìn hắn quá lâu, Giang Đồng ngài ngày hôm nay thực sự là thay chúng ta ra cửa ác khí. Chỉ là khẩu khí này tuy là ra, nhưng sự tình phía sau không dễ làm, ta thực sự sợ Đường Văn Nhất Phẩm biết rút vốn. Giang Sách từ tốn nói, người không thể bị phát niệu cho nín chết, ta kiên quyết không thể làm cho loại lũ tiểu nhân này làm sằng làm bậy. Rút vốn cũng không còn cái gì, một nhà mà thôi, không nổi lên được cái gì bọt sóng. Nói, Giang Sách đem quả quýt đưa cho Lăng Dao, mua cho ngươi, ngươi nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không. Lăng Dao nhìn rất là cảm động. Lại một lần nữa, có trở lại trước đây cùng Giang Sách mới quen thời điểm cảm giác, rất ấm áp, rất thoải mái. Nàng tự tay xuất ra một cái quả quýt lột ra, bỏ vào trong miệng. Ân, rất ngọt. Lăng Dao vui vẻ ra mặt. Chỉ là, bây giờ sung sướng đều là nhất thời, lớn hơn phong ba sắp xảy ra. Đường Văn Nhất Phẩm, thầy cai Đường Tung Tần ở trong phòng làm việc đang uống lấy cây cà phê nghe âm nhạc, suy tính tối hôm nay muốn đi lật của người nào bài tử. Đột nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiến đến. Môn đẩy ra, hai gã thủ hạ đỡ Đường Cương đi đến, chỉ thấy Đường Cương cánh tay đeo băng, như là bị xử lý khẩn cấp bộ dạng. Làm sao vậy? Làm sao sẽ trở thành như vậy? Đường Tung Tần nhất thiên vị cái này tiểu nhi tử rồi, chứng kiến Đường Cương chặt đứt tay, không nỡ không ngớt. Đường Cương khóc nói rằng, ba, ta bị người khi dễ. Ai khi dễ ngươi? Nói cho ba ba, cha báo thù cho huynh tuyết hận. Là Thịnh Vui khoa học kỹ thuật Giang Sách. Hắn, Đường Tung Tần rất là khó hiểu, hắn cùng Giang Sách cũng coi như được là đồng bạn hợp tác, hơn nữa Giang Sách địa vị thân phận gì, phải dùng tới cùng Đường Cương như vậy động võ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người nhất ngũ nhất thập nói cho ba ba. Vì vậy, Đường Cương liền đem trước chuyện đã xảy ra thêm dầu thêm mỡ nói một phen. Hết khả năng đem Giang Sách cho miêu tả thành một cái hung ác độc địa bá đạo vô liêm sỉ. Hơn nữa Đường Tung Tần thiên vị. Quả nhiên, nghe xong sau đó, Đường Tung Tần con mắt đều đỏ, tức giận thẳng dậm chân. Hắn còn thoải mái Đường Cương, trên thế giới lại có cuồng vọng như vậy bá đạo đồ hỗn hào. Thật coi chúng ta Đường Văn Nhất Phẩm dễ khi dễ sao. Con trai người yên tâm, chuyện này ta sẽ không theo hắn bỏ qua. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật cùng Đàm gia đấu lợi hại như vậy, chính là thiếu tiền thời điểm. Ha ha, ta hiện tại liền rút vốn chạy nam, ngược lại muốn nhìn một chút hắn làm sao còn chịu đựng được. Nói xong, hắn lập tức gọi điện thoại thông chi tài vụ, đối với chạy nam tiến hành rút vốn, không chỉ có như vậy, liền mang những thứ khác nhà đầu tư cũng nhất nhất đánh tới điện thoại, yêu cầu cùng nhau rút vốn. Ngắn ngủi một giờ không đến, hơn 10 gia đối với chạy nam đầu tư hãng quảng cáo. Toàn bộ rút vốn. Ảnh hưởng tương đương ác liệt. Cũng trong lúc đó, ở Triệu gia bên trong biệt thự, Tề Vân Mỹ còn đang là gần nhất thống kích Đàm gia sự tình đang Mỹ lấy, nghĩ thầm dựa vào chạy nam cái này ngăn hồ sơ tiết mục, nói không chừng có thể đem Tống Nghệ thị trường cho triệt để chiếm lấy. Nàng chưa kịp vui vẻ bao lâu, một tên tiếp theo một tên điện thoại đánh liền tới rồi, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là phía đầu tư đánh tới. Mà bọn họ thống nhất đường kính chính là, rút vốn. Vì sao? Tề Vân Mỹ không nghĩ ra. Chạy nam diễn viên đội hình là cường đại trước đó chưa từng có, trước không biết bao nhiêu nhà đầu tư muốn cướp đầu, sao bây giờ từng cái toàn bộ đều muốn tiến hành rút vốn. Làm cái gì máy bay? Làm Tề Vân Mỹ hỏi nguyên nhân thời điểm, nhà đầu tư chỉ có một trả lời, đi hỏi Giang Sách. Giang Sách? Hắn làm cái gì đắc tội nhà đầu tư sự tình rồi? Đang hỏi thăm rõ ràng Giang Sách vị trí sau đó, Tề Vân Mỹ nhanh lên chạy tới studio, tìm được Giang Sách, vừa thấy mặt đã hỏa cấp hỏa liệu hỏi, Giang Đồng, người đến cùng làm chuyện gì chọc giận nhà đầu tư, hiện tại toàn bộ đều muốn tiến hành rút vốn. Toàn bộ. Giang Sách hơi nghi hoặc một chút, hắn chỉ là cùng Đường Văn Nhất Phẩm náo bẻ rồi, sao lại thế ảnh hưởng đến toàn bộ nhà đầu tư? Vì vậy, Giang Sách liền đem trước chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, Tề Vân Mỹ muốn khóc cũng khóc không được. Nàng thở dài, nói rằng, Giang Đồng,
kỳ thực ngươi làm như vậy cũng không thể trách ngươi, Na Đường Cương sở tác sở vi quả thực quá phận, ta cũng vẫn có chút nghe thấy, nhưng ngươi biết ta vì sao không dám động đến hắn sao? Chính là sợ nhà đầu tư biết chạy sạch. Tựa như bây giờ, người điểm xuất phát là tốt, nhưng đắc tội Đường Văn nhất phẩm, chính là đắc tội quảng đại nhà đầu tư, sự tình không dễ làm. Giang Sách Hiếu kỳ hỏi, giống như chạy nam như vậy tiết mục, theo lý thuyết là tất cả nhà đầu tư đều muốn cướp đầu, Đường Văn nhất phẩm không phải đầu là của hắn tổn thất, tại sao phải phát sinh Đường Văn nhất phẩm rút vốn, cái khác nhà đầu tư cũng theo rút vốn tình huống. Ai, Tề Vân Mỹ lại thở dài, Giang Đồng, ngươi vừa tới kinh thành không lâu sau, phương diện này có rất nhiều sự tình ngươi không hiểu. Quên đi, ta trước cho Đường Tung Tần gọi điện thoại, nhìn có thể hay không có chút vãn hồi a. Lập tức, Tề Vân Mỹ liền cho Đường Tung Tần đã gọi đi điện thoại. Liên tiếp bấm hơn 10 lần, bên kia mới rốt cục chuyển được. Uy, Tề phu nhân sao, gọi điện thoại cho ta chuyện gì a? Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian với ngươi nói chuyện tào lao a. Điều này hiển nhiên chính là biết Tề Vân Mỹ muốn làm gì, cố ý nói như vậy. Tề Vân Mỹ còn khách khí nói rằng, Đường Tổng, tốt như vậy Đoan quả nhiên còn rút vốn nữa nha. Chuyện lớn như vậy, chúng ta phải thận trọng a. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Đường Tung Tần khinh thường thanh âm, con ta một cánh tay cũng làm cho người cho gầy. Ta làm điểm nho nhỏ này trả thù, không tính là quá phận a. Tề Vân Mỹ kềm chế tức giận, tiếp tục nói, chuyện này, quả thực chúng ta bên này cũng có không đối với. Nếu không như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ vấn an Đường thiếu gia, cho hắn chịu nhận lỗi, sau đó cho hắn tìm kinh thành thầy thuốc giỏi nhất. Nhất định đem hắn cánh tay chữa lành. Đường Tổng, người xem được không? Đường Tung Tần nở nụ cười, bác sĩ tự ta biết mời, không nhọc ngươi hao tâm. Hơn nữa, chuyện này lại không trách ngươi, Tề phu nhân ngươi lại nói cái gì áy náy. Phải nói xin lỗi, cũng là Giang Sách tên khốn kiếp kia cẩu vật tới xin lỗi. Tề Vân Mỹ vừa nhìn có môn, liền vội vàng nói, vậy ngươi muốn Giang Sách tại sao nói xin lỗi a? Tại sao nói xin lỗi? Đường Tung Tần cười nhạt ba tiếng, nói rằng, ta muốn Giang Sách con chó kia đồ đạc cho ta bỏ qua tới, cho ta con trai dập đầu nhận sai kêu tổ tông. Cái này, Tề Vân Mỹ sắc mặt trắng bệch, điều này hiển nhiên không phải hảo hảo đàm luận thái độ. Quả nhiên, Đường Tung Tần không có nói cái gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Tề Vân Mỹ nhìn điện thoại di động lăng lăng đờ ra, muốn Giang Sách dựa theo Đường Tung Tần nói đi làm. Đó là căn bản không có thể sự tình, vấn đề là, nếu như không dựa theo hắn nói đi làm, Na chạy nam liền triệt để đã không có nhà đầu tư. Tiền này, đến đâu nhi kiếm đi? Đau đầu a. Một bên Lăng Giao lạnh mặt nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, có Đường Tung Tần cha như vậy, sẽ không kỳ quái sẽ có Đường Cương dạng như con trai, toàn ra đều ngang ngược không biết lý lẽ. Tề Vân Mỹ bất đắc dĩ nói rằng, là, bọn họ là ngang ngược không biết lý lẽ. Nhưng nhân gia có để khí a. Mắt thấy chạy nam sẽ làm rồi, ngay cả vô cùng chiến đấu đều cho đánh bại, kết quả nhưng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bị hủy, rất đáng tiếc. Giang Sách không khỏi hiếu kỳ hỏi, ta vẫn muốn hỏi, vì sao Đường Văn nhất phẩm rút vốn, cái khác nhà đầu tư cũng theo rút vốn. Đây mới là vấn đề căn bản. Nếu như chỉ là Đường Văn nhất phẩm một nhà rút vốn, vậy thật ra thì căn bản không cái gì quá không được, còn nhiều mà nhà đầu tư. Nhưng vì cái gì, khác nhà đầu tư muốn đi theo Đường Văn nhất phẩm đâu? Rốt cục, Tề Vân Mỹ nói ra tình hình thực tế. Giang Đồng, người không biết cái này kinh thành cục diện có bao nhiêu phức tạp. Trên mặt nổi, kinh thành này đây ba gia tộc lớn vì phân chia thế lực, âm thầm, ngư lòng hỗn tạp, thế lực nhiều vô số kể. Cái này Đường Văn nhất phẩm, chính là một cái nhìn bề ngoài không có bất kỳ uy hiếp, trên thực tế uy hiếp tương đối lớn tồn tại. Giang Sách hỏi, một nhà phổ thông công ty, có cái gì uy hiếp to lớn? Tề Vân Mỹ nói rằng, bởi vì, truyền thuyết Đường Văn nhất phẩm khống chế được nhất phẩm đường. Nhất phẩm đường. Giang Sách cùng Lăng Giao liếc nhìn nhau, cảm giác có điểm khôi hài nực cười, đây là tiểu thuyết võ hiệp sao? Ngay cả nhất phẩm đường tất cả đi ra. Tề Vân Mỹ lại cười không nổi. Nàng giải thích, tuy là tên rất khôi hài, nhưng là cái nhân vật hết sức đáng sợ. Nhất phẩm đường là một cái tổ chức ám sát, không có ai biết tổ chức đó đến tột cùng có mấy người, cũng không biết tổ chức đó tồn tại ở địa phương nào.
duy nhất biết đến, chính là tổ chức đó chưa từng có thất thủ qua. Đã từng có một công ty thầy cai đắc tội Đường Tung Tần, kết quả vào lúc ban đêm đã bị cắt mất đầu lưỡi, tươi sống lấy máu mà chết. Đồng thời ở hiện trường để lại nhất phẩm đường ba chữ. Từ đó, nhất phẩm đường danh chấn kinh thành. Từ đó về sau hơn năm trong, nhất phẩm đường vẫn xuất quỷ nhập thần, các loại ám sát, đồng thời ám sát đều cũng có đầu có mặt đại nhân vật, bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc biệt, tất cả đều là Đường Tung Tần địch nhân. Lăng Dao nghe được đều có điểm sợ. Nàng hỏi, cảnh sát không có điều tra sao? Đương nhiên điều tra, Tề Vân Mỹ nói rằng, từ người thứ nhất án tử bắt đầu, cảnh sát liền toàn phương vị điều tra bắt, đồng thời còn đối với đường văn nhất phẩm tiến hành rồi nghiêm mật quản chế, nhưng chính là không thu hoạch được gì. Người người đều nói nhất phẩm đường là Đường Tung Tần khống chế tổ chức ám sát, nhưng vẫn cũng chỉ là truyền thuyết, chưa từng có chứng cứ. Nếu không, cảnh sát đã sớm đem Đường Tung Tần cho bắt quy án rồi. Nghe thế, Giang Sách đại thể minh bạch vì sao cái khác phía đầu tư đều phải rút vốn rồi. Bởi vì phải mạng sống. Đường Tung Tần minh xác thực biểu thị không phải đầu tư chạy nam, đồng thời chỉ ra Giang Sách là của hắn địch nhân, thử nghĩ một cái khác phía đầu tư còn dám đầu sao? Nếu như tiếp tục đầu tư, chẳng phải là cùng Đường Tung Tần đối nghịch. Như vậy, bọn họ có thể hay không bị nhất phẩm đường cho ám sát chết? Ai cũng khó mà nói. Cho nên, ở Kinh Thành, Đường Tung Tần là một cái nhân vật hết sức đáng sợ, muôn ngàn lần không thể đắc tội. Đây cũng là Đường Cương lâu như vậy vẫn giễu võ dương oai lại không người dám quản nguyên nhân. Giang Sách nói rằng, thảo nào cái khác phía đầu tư đều phải rút vốn rồi, không trách bọn họ, người nào đối mặt loại cục diện này đều sẽ tuyển trạch bo bo giữ mình. Mấu chốt của vấn đề vẫn còn ở Đường Tung Tần trên người, có thể làm được hắn, là có thể một lần nữa thắng trở về này nhà đầu tư. Tề Vân Mỹ xấu hổ nói rằng, nói dễ dàng, làm quá khó khăn. Nhiều năm như vậy, cảnh sát mỗi đêm ngày điều tra, quản chế, cũng không có điều tra rõ nhất phẩm đường tình huống cụ thể, càng không có tìm được Đường Tung Tần bất kỳ cái cán nào. Người muốn đem nhất phẩm đường giết, đem Đường Tung Tần bắt đứng lên. Ha ha, không khác nào người si nói mộng. Mặt khác Giang Đồng ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại ngươi đã bị Đường Tung Tần liệt vào địch nhân, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, chỉ cần là Đường Tung Tần địch nhân cũng sẽ bị nhất phẩm đường giết chết. Cho nên, có rất lớn khả năng, nhất phẩm đường đã để mắt tới ngươi. Giang Đồng, ngươi phải cẩn thận a. Người bình thường ở gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, đều sẽ khẩn trương sợ đến mất lý trí. Người nhiều hơn có thể sẽ tuyển trạch báo nguy đi cầu được bảo hộ. Nhưng mà, Giang Sách lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Hắn từ tốn nói, nếu như nhất phẩm đường thực sự để mắt tới lời của ta, như vậy nên cẩn thận không phải ta, mà là chính bọn nó rồi. Bởi vì nói đến ám sát, ta bên này nhưng có lấy đệ nhất thế giới ám sát cao thủ. Đêm khuya, y viện phòng bệnh. Đường Cương nằm trên giường bệnh, bên người đang ngồi là hắn cha Đường Tung Tần. Đường Tung Tần tự mình cho con trai gọt trái táo, đồng thời cho cắt thành từng mảnh đút ăn, đủ để nhìn ra hắn là có bao nhiêu cưng chiều đứa bé này. Ta không muốn ăn, Đường Cương giàu dĩ không vui. Không ăn đồ đạc làm sao có thể đi, cơm tối sẽ không ăn, hiện tại nếu không ăn, người muốn đói chết. Đường Tung Tần nói rằng, ăn không vô, Đường Cương cắn răng nói rằng, Giang Sách tên khốn kiếp kia một ngày không có bị giết chết. Ta liền một ngày không thoải mái. Hắn nhìn bốn phía xem, tiến đến Đường Tung Tần bên tai nói rằng, ba, hải thúc bên kia hành động sao? Đường Tung Tần không chút phản ứng nào có, thật giống như cái gì chưa từng nghe được giống nhau. Nhiều năm như vậy cảnh sát nhìn chằm chằm vào hắn, con lão hồ ly này đã sớm thành tinh, đơn giản chắc là sẽ không để lộ bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, càng không thể nào nói ra bất luận cái gì có quan hệ phương diện kia sự tình. Chỉ bất quá, hắn hời hợt nói câu, Giang Sách, đã bị ta xếp vào địch nhân danh sách. Nghe nói như thế, Đường Cương hỉ thượng mi sao, nói rằng, nói như vậy, Giang Sách mệnh không dài. Hy vọng sáng sớm ngày mai chứng kiến tin tức thời điểm, đầu một cái chính là Giang Sách ngỏm củ tỏi. Đường Tung Tần từ tốn nói, cái này, người có thể an tâm ăn cơm chưa? Có thể. Đường Cương tâm tình lập tức thì tốt rồi đứng lên. Từng ngụm ăn, vui vẻ nguy. Một giờ sáng nhiều. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật chủ tịch phòng nghỉ, một vùng tăm tối.
Giang Sách bình thường cũng sẽ ở nơi đây nghỉ ngơi, ngày hôm nay cũng không có ngoài ý muốn, mệt nhọc một ngày sau sớm sẽ trở lại ngủ, không có bất kỳ bất đồng. Đêm đen, phong cao. Rèm vài cửa sổ bị gió thổi mở. Đây là không bình thường, bởi vì Giang Sách đang ngủ trước, cũng sớm đã đóng cửa sổ lại rồi, vậy vì sao rèm vài cửa sổ còn có thể bị gió cho thổi ra? Ánh trăng chiếu xéo, vài cái thân ảnh từ không biết khi nào mở ra cửa sổ nhảy tiến đến. Đây chính là 12 lầu, kỷ trà cao 10 thước, nhưng mấy người này ngay cả có bản lĩnh từ dưới bò lên, đồng thời mở cửa sổ ra nhảy vào tới. Bọn họ, chính là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật nhất phẩm đường. Chính là bởi vì sự tồn tại của bọn họ, chỉ có thể dùng kinh thành đầu tư giới rất nhiều người đều đối với đường văn nhất phẩm vô cùng kiêng kỵ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Tổng cộng có 4 người lướt qua cửa sổ chạy vào phòng nghỉ. Bọn họ động tác mẫn tiệp, nhưng không có một thanh âm nào, giống như là 4 con linh xảo con mèo nhỏ giống nhau, không mang theo bất kỳ thanh âm gì chạy về phía bên giường. 4 người ngừng thở, sau đó nhờ ánh trăng siêu trên giường nhìn sang, đồng thời 4 người đều móc ra sáng loáng dao găm. Giang Sách tính mệnh, ngàn cân treo sợi tóc. Vừa lúc đó, thanh âm của một nam nhân từ trong nhà truyền tới. Các ngươi không có phát hiện trên giường cũng không có người sao? Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở cái này tối không tiếng động hừng đông, vậy như là sấm nổ nổ vang, 4 gã thích khách đồng thời lại càng hoảng sợ. Bọn họ đầu tiên là hướng trên giường thọc mấy đao, phát hiện đúng là không người nào. Sau đó, bọn họ đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở ánh trăng chiếu xuống, loáng thoáng chứng kiến có người ngồi ở trên ghế salon. Một tay bưng chén trà đang ở na uống trà. Ân, 4 gã thích khách đều rất nghi hoặc. Bọn họ lúc tiến vào căn bản cũng không có chứng kiến trên ghế salon có người. Không để mắt đến. Không có khả năng, 4 người bọn họ đều là cao cấp nhất thích khách, bất luận cái gì tế vi sự tình đều có thể nhận thấy được, chớ đừng nói chi là ở trên ghế salon ngồi một người lớn sống sờ sờ, còn tại đằng kia uống trà. Bọn họ cảm giác nhạy cảm đến. Người này hô hấp phi thường nhỏ bé, nếu như không phải bình tĩnh lại tỉ mỉ cảm thụ, là căn bản không phát hiện được. Hơn nữa chớ nhìn hắn đang uống trà, mỗi một cái động tác đều cực kỳ an tĩnh, không có chút nào âm thanh. Loại cảm giác này, giống như là xem kịch câm giống nhau. 4 người bọn họ có thể toàn bộ đều là cao cấp nhất ám sát thích khách, tự nhiên biết muốn làm loại trình độ này an tĩnh có bao nhiêu khó khăn. Coi như bọn họ luyện tập hơn 20 năm, cũng căn bản làm không được. Chỉ có thể nói, luôn tiềm hành, người trước mắt năng lực cao hơn bọn họ không ít. Một gã thích khách nói rằng, thoạt nhìn ngươi có điểm bản lĩnh, là Giang Sách an bài ngươi tới đối phó chúng ta. Đừng uổng phí tâm cơ, chúng ta nhất phẩm đường nhân, cũng không biết thất bại, ta cũng là yêu tài người, không đành lòng giết ngươi, ngươi đi đi, chúng ta chỉ giết Giang Sách. Còn rất nhân từ. Vấn đề là, bản lĩnh của ngươi có nhân gia lớn sao? Trên ghế salon tên nam tử kia lẳng lặng đặt chén trà xuống, dựng thẳng lên 5 ngón tay, nói rằng, đêm nay, các ngươi 5 người một cái đều đi không xong. Nghe nói như thế, na vài tên thích khách tất cả đều hù dọa. Làm sao ngươi biết chúng ta còn có người thứ 5? Cái này người thứ 5 cũng không có theo chân bọn họ hành động chung, mà là một mực cửa sổ bên kia phụ trách tiếp ứng. Không có vào nhà càng không có phát sinh một thanh âm nào. Này cũng có thể bị phát hiện. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đang làm gì? Chỉ nghe trên ghế salon người nọ dùng hơi thanh âm khàn khàn nói rằng, ta gọi Thiên Hạt, với các ngươi giống nhau, cũng là một gã thích khách. Thiên Hạt, một cái cũng không có nghe nói qua tên. Bất quá mấy người này cũng không dám sơ suất, bởi vì từ Thiên Hạt tiềm hành thủ đoạn đến xem, cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng bọn họ cẩn thận hơn cũng không tế với sự tình. Bọn họ cùng Thiên Hạt so với, giống như là con gà con cùng lão ưng chênh lệch, một cái thiên một cái địa. Không đợi bọn họ phản ứng kịp, một chi dao găm liền chặt đứt một tên trong đó thích khách gân chân, trong nháy mắt ầm một tiếng nằm ở trên mặt đất, đau gào thét. Mấy người khác thấy thế vội vàng ứng phó, cửa sổ tiếp ứng người cũng quơ dao găm vọt vào. 4-1. Ưu thế về nhân số cũng không có cho bọn hắn mang đến thắng lợi. Chiến đấu khoảng khắc, bọn họ đã cảm thụ được Thiên Hạt cường đại, giống như là trong đêm tối quỷ mị, quay lại bất định,
Siêu siêu vài tiếng, Thiên Hạt đã lại đem ba người gân chân đánh gãy. Chỉ còn lại có người cuối cùng. Hắn thối lui đến rồi bên cửa sổ, thở mạnh nói rằng, nhất phẩm đường không phải ngươi có thể đắc tội, ngoại trừ mấy người chúng ta, nhất phẩm đường còn rất nhiều cao thủ, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng. Thiên Hạt từng bước tới gần, nhất phẩm đường, xin lỗi chưa nghe nói qua, nếu như đều là giống như các ngươi như vậy mặt hàng, coi như người nhiều hơn nữa, cũng bất quá là cung ta vui đùa món đồ chơi mà thôi. Cư nhiên đem nhất phẩm đường nhân trở thành món đồ chơi. Phần này khí phách, là kinh thành này nhà đầu tư nghĩ cũng không dám nghĩ. Thích khách kia nhìn Thiên Hạt tới gần, quay người lại, muốn từ cao mấy chục mét địa phương nhảy xuống, chết cũng không chịu bị Thiên Hạt bắt lại. Muốn chết? Đạt được ta cho phép sao? Thiên Hạt thuận tay ném ra một chi liêm câu, răng rắc một cái, chặt chẽ ghim vào thích khách kia vai trái. Sau đó, Thiên Hạt chợt trở về kéo một cái, thích khách kia giống như là mắc câu cá nhỏ thông thường, bị Thiên Hạt cho rút về, ầm một tiếng nặng nề té xuống đất. Không đến 3 phút võ thuật, nhất phẩm đường phái tới ám sát Giang Sách 5 tên đỉnh cấp thích khách, toàn quân bị diệt. Đèn mở ra, cửa phòng phân tả hữu đẩy ra. Giang Sách cất bước đi tới, mỉm cười nói, Thiên Hạt, người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thiên Hạt thuận tay nhặt lên một bả sợi dây, đem 5 người từng cái trói lại, đồng thời dùng cái gì tắc lại miệng của bọn họ, tránh cho bọn họ gắn lưỡi tự sát. Tất cả sau khi làm xong, Thiên Hạt hỏi, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Giang Sách nhìn bọn họ 5, bình tĩnh nói rằng, cảnh sát vẫn luôn đang tìm nhất phẩm đường hạ lạc mà không có bất luận cái gì tiến triển, không bằng chúng ta làm tốt thị dân, cho cảnh sát đưa tới cho. Thiên Hạt lập tức hiểu, chuyện này để ta làm. Hắn đem 5 tên thích khách từng cái mang đi. Đến khi tất cả yên ổn sau đó, Giang Sách đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, không khỏi lắc đầu nói rằng, đám này thích khách bản lĩnh cũng thực là không tồi, cao mấy chục mét địa phương, cư nhiên có thể dễ như trở bàn tay bò lên trên. Có mạnh mẽ như vậy năng lực, thảo nào kinh thành này nhà đầu tư sẽ đối với đường văn nhất phẩm kiêng kỵ như vậy. Hơn 2 giờ sáng, lối đi bộ xe cộ rất thưa thớt, một chiếc màu đen đặc xe con từ bót cảnh sát trước cửa lái qua, tốc độ thong thả. Đi ngang qua thời điểm, cửa xe mở ra, sau đó rõ ràng nghe được có chân đạp thanh âm, trước sau 5 tên bị trói lên nam tử đã bị nhét vào cửa cảnh cục. Đồng thời còn ném ra một khối bài tử, trên đó viết 3 chữ, nhất phẩm đường. Lập tức, xe nghênh ngang mà đi. Bót cảnh sát người rất nhanh thì phát hiện cửa 5 người, đặc biệt khi nhìn đến nhất phẩm đường 3 chữ sau đó, càng là đưa tới cao độ coi trọng, suốt đêm điều tra. Sáng sớm hôm sau, y viện, Đường Cương nằm ở trên giường không ngừng thao túng điện thoại di động, nảy sinh cái mới nghe thấy, đã nghĩ chứng kiến Giang Sách bị giết chết tin tức. Nhưng liên tục trà thật lâu cũng không có tin tức. Chuyện gì xảy ra? Này cũng lúc nào, làm sao Giang Sách nấc nhì dám tin tức còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ, là bị phong tỏa rồi không? Đường Tung Tần nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh thong dong, thông thường càng là tin tức lớn càng là cẩn thận một chút, truyền thông khả năng cũng là ở xác nhận tin tức a. Bất quá có một việc thật ra khiến Đường Tung Tần phi thường lưu ý, đó chính là phái đi ra ngoài 5 tên thích khách đến bây giờ còn không có bất kỳ hồi phục. Không quá bình thường. Đường Cương vừa trách móc vừa tiếp tục nảy sinh cái mới nghe thấy, sau một lát, hắn nhưng thật ra soát ra một cái nổ tính tin tức nhất phẩm đường 5 tên thích khách bị bắt. Cái này, Đường Cương vội vàng đem điện thoại di động đưa cho Đường Tung Tần xem, ba, ngươi xem một chút cái tin tức này, bị bắt có phải hay không hải thúc bọn họ a? Đường Tung Tần liếc nhìn trên điện thoại di động ảnh chụp, ngay lập tức sẽ nhận ra. Không sai, chính là tối hôm qua phái đi ra ngoài 5 người. Trong miệng hắn không nói chuyện, thế nhưng trong lòng đã sớm kinh ngạc không thôi, cái này Giang Sách là ai? Thậm chí ngay cả nhất phẩm đường 5 tên thích khách đều có thể chế phục. Phải biết rằng, cái này nhất phẩm đường nhân, toàn bộ đều là Đường Tung Tần tinh khiêu tế tuyển đi ra tinh anh. Từng cái, cũng có mạnh hơn thường nhân gấp 10 lần năng lực. Thông thường ám sát hành động, chỉ cần phái ra 2 gã thích khách là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này đây vì cẩn thận để, Đường Tung Tần còn đặc biệt phái ra 5. Trong đó, Hải Thúc càng là cao thủ trong cao thủ, nhất phẩm đường thích khách cường đại nhất. Vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, nào ngờ, toàn quân bị diệt. Không riêng ám sát thất bại,
năm người càng là toàn bộ bị Giang Sách cho chế phục, cuối cùng còn đưa đến bót cảnh sát. Xảy ra chuyện lớn. Cảnh sát nhìn chòng chọc Đường Tung Tần cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, trước đây chỉ là nắm giữ lẻ tẻ chứng cứ, không có cách nào đối với uy hiếp nói Đường Tung Tần, thế nhưng lần này bất đồng. Một hơi thở bắt năm tên nhất phẩm đường thành viên, lấy năng lực của cảnh sát, rất dễ dàng là có thể tra ra Đường Tung Tần tội. Con trai, cảm giác thân thể thế nào a? Đường Tung Tần đột nhiên hỏi. Đường Cương hoạt động dưới, thân thể không có chuyện gì, nhưng cánh tay vẫn là rất đau. Ân, rời giường a, theo ta đi. A, Đường Cương sửng sốt một chút, ba, người muốn làm gì nha? Xuất ngoại. Hai chữ này nói ra khỏi miệng, Đường Cương liền biết chuyện nghiêm trọng rồi. Hỏi hắn, ba, người cảm thấy gặp nguy hiểm sao? Hải thúc bọn họ cũng sẽ không đem chúng ta khai ra a. Đường Tung Tần nói rằng, bọn họ không phải cung, cảnh sát liền không tra được rồi không? Hiện tại giai đoạn quốc nội không an toàn, nhanh, theo ta xuất ngoại. Được rồi. Đường Cương mau mặc vào y phục, cùng Đường Tung Tần cùng rời đi y viện. Cưỡi chuyến đặc biệt trực tiếp đuổi chạy sân bay, giành giật từng giây. Đang lúc bọn hắn sau khi rời khỏi không đến 15 min, cảnh sát liền chạy tới y viện. Nhưng bọn hắn chỉ có thấy được trống rỗng phòng bệnh, Đường gia phụ tử đã sớm vô ảnh vô tung biến mất, vì vậy ngay lập tức sẽ đuổi theo bắt lấy. Minh cùng tặc, quào một cái trốn, thì nhìn ai nhanh hơn rồi. Nhìn trước mắt tới, Đường gia phụ tử hành động tốc độ mau hơn một chút. Nếu như bị bọn họ thuận lợi chạy ra nước ngoài lời nói, tình huống kia sẽ không dễ làm. Ở nơi này tình huống khẩn cấp thời điểm, một chiếc lớn xe vận tải đột nhiên đâm nghiêng trong vọt ra, đem Đường chặn lại. Đường tổng, Đường bị chặn, tài xế nói rằng. Đường Tung Tần nhíu mày lại, lòng nói cảnh sát cũng không đến nổi tới nhanh như vậy a. Đang ở hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, xe vận tải cửa mở ra, một người đàn ông từ trên xe đi xuống. Vừa nhìn thấy nên nam tử, Đường Cương liền tức giận mắng to, là Giang Sách tên khốn kiếp kia. Giang Sách, Đường Tung Tần chân mày khóa chặt hơn. Là Giang Sách sẽ không kỳ quái, ước đoán đêm qua đem hải thúc đám người đưa đi bót cảnh sát sau đó, hắn liền phái người nhìn mình chằm chằm. Đường Tung Tần đẩy cửa xe ra đi xuống. Chỉ thấy Giang Sách trước mặt đi tới, mở miệng nói, Đường Tổng ngài bây giờ muốn đi nơi nào a? Đường Tung Tần lạnh lùng nói rằng, đi nơi nào, phải dùng tới với ngươi hội báo sao? Cút ngay cho ta. Giang Sách từ tốn nói, Đường Tổng vì sao như vậy nổi giận? Ngày hôm nay ta tới tìm ngươi không vì cái gì khác, chính là hy vọng ngài có thể một lần nữa đầu tư chúng ta chạy nam. Một lần nữa đầu tư. Vừa nghe chính là mượn cớ. Giang Sách sẽ đến, rõ ràng chính là kéo dài thời gian, làm cho cảnh sát mau sớm chạy tới tiến hành bắt. Nhưng Đường Tung Tần há là người lương thiện. Hắn lạnh lùng nhìn Giang Sách, nói rằng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu. Giang Sách, ngươi cho rằng điểm nhỏ này kỹ lưỡng là có thể ngăn cản ta. Thật sự cho rằng bắt ta năm thủ hạ, chẳng khác nào diệt nhất phẩm đường. Ha ha, mở mắt chó của ngươi thấy rõ, chân chính nhất phẩm đường là dạng gì. Ra lệnh một tiếng, chu vi ngay lập tức sẽ xông tới một nhóm lớn người. Mỗi người đều dáng vẻ hung thần ác sát, trong tay toàn bộ thuần một sắc nắm dao găm. Những thứ này toàn bộ đều là cao thủ, mỗi người động tác đều vô cùng giỏi giang, đi bắt đầu Đường tới cơ hồ không có thanh âm. Thô sơ giản lược nhìn lại, được có 50, 60 người. Nhiều người như vậy, còn tất cả đều là cao thủ, tràng diện này liền có chút dọa người rồi. Đường Tung Tần nói rằng, Giang Sách, hiện tại ngươi xem rõ ràng nhất phẩm đường thực lực sao. Ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta? Ha ha, nhất định chính là châu chấu đá xe, tự rước lấy nhục. Lúc đầu ta đều không rảnh thu thập ngươi rồi, ngươi khen ngược, chủ động đưa tới cửa. Vậy ngượng ngùng. Đường Tung Tần dùng tay chỉ Giang Sách nói rằng, ngày hôm nay, ta sẽ trước mặt mọi người đem ngươi hoạt quả, cho ta con trai cho hả giận. Ngươi đến, giết chết tên khốn kiếp này. Nhìn 50-60 người đi tới. Chung quanh người qua đường tất cả đều sợ đến chạy loạn khắp nơi, duy chỉ có Giang Sách như núi bất động. Hắn nhìn Đường Tung Tần nói rằng, thật không nghĩ tới, nhất phẩm đường lại còn có nhiều người như vậy. Đường Tung Tần nở nụ cười. Ngươi cho rằng rồi.
Người nghĩ rằng ta cũng chỉ có 5-6 tên thủ hạ sao? Người nghĩ rằng ta vì sao có thể để cho kinh thành nhà đầu tư sợ hãi như vậy? Giang Sách, hôm nay ngươi nên vì mình ngạo mạn đánh đổi mạng sống đại giới. Nhìn như thời cuộc đã định. Nhưng mà... Giang Sách vì vi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói rằng, ngươi đã muốn so một lần của người nào người càng nhiều hơn nói. Tốt lắm, ta sẽ thanh toàn ngươi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Theo sát mà, đất rung núi chuyển. Chỉ thấy từng chiếc một xe thật nhanh lái tới, sắp hiện ra tràng cho thành chật như nêm cối. Một chiếc tiếp lấy một chiếc, thô sơ giản lược nhìn lại, được có trên 100 chiếc nhiều, mỗi một chiếc xe trên đều đi ra 4-5 người, tổng cộng cộng lại được có 4-500 người. Không chỉ có như vậy, còn có hơn 10 chiếc máy bay trực thăng ở trên trời lẩn quẩn. Từng chiếc một súng máy nhắm ngay nhất phẩm đường nhân. Những người này, toàn bộ đều đến từ chính cùng một chiến tuyến thần La Thiên Trinh. Giang Sách đã có đoạn thời gian không vận dụng cổ lực lượng này rồi. Có thể làm cho Giang Sách vận dụng thần La Thiên Trinh, không thể không nói, nhất phẩm đường vẫn có chút lợi hại. Nhưng lợi hại hơn nữa, đụng tới thần La Thiên Trinh cũng giống là con chuột đụng tới miêu, một con đường chết. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đặc biệt nhất phẩm đường nhân, bọn họ đều chuẩn bị đem Giang Sách cho tháo thành 8 khối, thay Na bị bắt 5 huynh đệ báo thù. Kết quả lại la ó, không đợi bọn họ động thủ, đã bị bao vây. Nhìn chu vi ô trung tâm đại đội nhân mã, nhìn trên đỉnh đầu từng chiếc một đen thui súng máy, nhất phẩm đường người đều sợ đến hai cái đùi run rẩy, không rời nổi bước chân nhi rồi. Như vậy chàng diện, có thể nào gọi người không kinh ngạc? Giang Sách đối với Đường Tung Tần nói rằng, thế nào, ta người mang tới quá nhiều sao? Nếu như ngươi ngại ít lời nói, ta còn có thể nhiều hơn nữa gọi gấp 10 lần người. Thập bội! Ha ha! Chỉ là hiện trường nhiều người như vậy, cũng đủ để đem nhất phẩm đường giết chết chừng mấy hồi rồi. Đường Tung Tần nuốt nước miếng một cái, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính là một cái Giang Sách cư nhiên sẽ có lớn như vậy năng lượng. Hối hận chớ nên như vậy mãng chàng, đơn giản liền đối với Giang Sách động thủ. Nhưng trên đời nào có đã hối hận. Đường Cương đã sớm sợ đến tè ra quần rồi, khóc hô, ba, ta không muốn chết a, ba, người cứu ta, cứu ta. Đường Tung Tần nổi giận nói, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì? Câm miệng! Hắn là thực sự nóng nảy, bình thường chưa bao giờ sẽ đối với Đường Cương như vậy hung ác. Đường Cương cũng lần đầu tiên chứng kiến cha như vậy nghiêm khắc. Chỉ thấy Đường Tung Tần vừa đi hướng Giang Sách vừa nói, ta đã cho ta ẩn núp đã quá sâu, nhưng không nghĩ đến, Giang đồng ngươi so với ta ẩn núp càng sâu. Thế nhưng nam nhân, cũng không thể ỷ thế hiếp người a. Giang Sách, nếu như ngươi là chân nam nhân lời nói, liền cùng ta một mình đấu, có thể thắng ta, mới có thể chứng minh ngươi mạnh hơn ta. Là chân nam nhân. Thế nào, có dám hay không? Lời như vậy rõ ràng chính là chó cùng rứt dậu, cố ý dùng lời làm tức giận Giang Sách. Ai nấy đều thấy được, Đường Tung Tần đã tuyệt lộ, Giang Sách chiếm giữ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, tại sao còn muốn với ngươi một mình đấu? Ăn no dỗi việc sao? Nhưng ai biết, Giang Sách dường như đột nhiên trở nên, rất ngu, cư nhiên đồng ý Đường Tung Tần vô lễ thỉnh cầu. Ngươi muốn theo ta một mình đấu? Có thể, liền cho ngươi cơ hội này. Đường Tung Tần đại hỉ. Phải biết rằng, hắn tuy là hơn 50 tuổi, nhưng thân thể vẫn là vô cùng cường tráng, kỹ thuật ám sát, năng lực đánh lộn cũng toàn bộ đều là đứng đầu, nếu không, làm sao có thể hàng phục được nhất phẩm đường nhiều cao thủ như vậy? Người thường căn bản cũng không phải là Đường Tung Tần đối thủ. Hắn cười đi hướng Giang Sách, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Giang Sách a Giang Sách. Ngươi cho rằng ngươi tuổi còn trẻ khí tráng, là có thể vững vàng thắng ta. Ngươi thực sự quá tự phụ rồi. Ngày hôm nay, ngươi sẽ vì ngươi tự phụ trả giá thảm thống đại giới. Chịu chết đi. Đường Tung Tần một cái bước xa xông lên. Đồng thời, hắn âm thầm quất ra dao găm. Một đao liền ghim hướng Giang Sách trong lòng. Vừa nhanh vừa chuẩn. Tốc độ này, người bình thường ngay cả phản ứng đều không phản ứng kịp, chớ đừng nói chi là tránh né, chủy thủ kia lại suy mau đoạn phát, vô cùng sắc bén, ghim trúng ngực chắc chắn phải chết. Đường Tung Tần khóe môi vểnh lên. Giang Sách, ngươi liền đi chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Giang Sách thuận tay vỗ,
động tác kia giống như là mùa hè phách mũi giống nhau. Nhìn như tùy ý, không nhịn được thuận tay vỗ, lớn bàn tay trực tiếp vỗ vào Đường Tung Tần nắm chủy thủ chỗ cổ tay. Trong nháy mắt, Đường Tung Tần cũng cảm giác chỗ cổ tay truyền đến đau đớn một hồi, giống như là bị đại thiết chủy hung hãn đập một cái, cổ tay có một loại hầu như gãy lìa xé rách cảm giác. Đau, rất đau, tương đương đau. Tay bị đẩy ra, dao găm rớt xuống đất, đương 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 bắn vài cái. Đường Tung Tần sững sờ ở hiện trường. Gió lạnh thổi qua gương mặt của hắn, thổi rơi trên mặt hoảng sợ mồ hôi lạnh. Hắn bất khả tư nghị xem hướng Giang Sách, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nói rằng, ngươi mạnh như vậy sao? Đường Tung Tần cũng không hời hợt hạng người, mỗi ngày đều kiên trì huấn luyện chính hắn, đối với mình thân thủ rất có lòng tin. Nhưng hắn vẫn ở Giang Sách trước mặt đi bất quá một hiệp. Giống như là tiểu hài tử đối mặt đại nhân giống nhau, không có chút nào phần thắng, dễ như trở bàn tay đã bị đánh rất rảnh tay chung dao găm. Giang Sách từ tốn nói, động tác của ngươi, quá chậm. Chậm sao? Đường Tung Tần dở khóc dở cười. Động tác của hắn tuyệt đối không có khả năng chậm, tốc độ kia đã sắp đến người thường mắt thường khó gặp trình độ, nhưng lập tức liền như thế, ở Giang Sách trong miệng vẫn chỉ là một cái, chậm. Thực lực sai biệt to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Phù phù một tiếng, Đường Tung Tần quỳ trên đất, thần tình tuyệt vọng. Hắn biết thua. Từ hắn sáng tạo nhất phẩm đường thứ nhất, ở kinh thành liền khó gặp đối thủ, mặc dù là ba gia tộc lớn nhân, cũng không dám đơn giản đụng vào con này, bình thường ca. Có thể, Đường Tung Tần thực lực không phải mạnh nhất, nhưng hắn nhất định là tốt nhất dũng đấu ngoan na một cái. Chỉ là ngày hôm nay hắn thực sự không may mắn, đụng phải so với hắn còn ác hơn, lại thực lực cường đại nhiều hơn nam nhân. Tu La Chiến Thần, há là các ngươi có thể địch. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cảnh sát chạy tới. Giang Sách cuối cùng nhìn thoáng qua Đường Tung Tần, cũng không nói gì một câu nói, xoay người rời đi, công việc của hắn làm xong, chuyện kế tiếp liền giao cho cảnh sát đi xử lý là được rồi. Kế tiếp, Thần La Thiên Trinh phối hợp cảnh sát, đem hơn 10 hào nhất phẩm đường thành viên toàn bộ bắt quy án. Đầu sỏ gây nên Đường Tung Tần tức thì bị trông chừng nghiêm mật. Còn như Đường Cương, cũng bị Nhất Tịnh mang đi. Đến tận đây, quấy nhiễu kinh thành đầu tư giới mấy năm, làm cho cảnh sát nhức đầu mấy năm càn rỡ tổ chức ám sát nhất phẩm đường, toàn quân bị diệt. Mà nguyên nhân lại nói tiếp thực sự là nực cười, dĩ nhiên là bởi vì Đường Cương ở studio đùa giỡn nữ diễn viên dẫn dắt bắt đầu. Nếu như biết sẽ có như vậy kết cục, Đường Cương sợ là làm sao cũng không thể làm tiếp loại chuyện đó. Nếu như bình thường làm cũng không còn sự tình. Sai liền sai ở, Đường Cương hắn đụng phải Giang Sách. Đường Tung Tần cùng Đường Cương bị cảnh sát bắt tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài, nhất phẩm đường toàn quân bị diệt tin tức càng là không hĩnh mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều lưu truyền sôi sùng sục. Này nguyên bản sợ Đường Văn nhất phẩm nhà đầu tư, hiện tại cuối cùng là thở dài một hơi, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị nhất phẩm đường cho ám sát. Đồng thời, Giang Sách cũng trở thành người thứ nhất bị Đường Tung Tần xếp vào địch nhân danh sách, lại có thể an ổn sống sót. Đại gia đối với Giang Sách lòng tin cũng liền trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kết quả là, đại gia đối với Trại Nam đầu tư nhiệt tình trở nên càng cường đại hơn, bản thân nên tiết mục chính là bạo nổ khoản, chỉ là bởi vì nhất phẩm đường tồn tại, làm cho này nhà đầu tư úy thủ úy cước. Bây giờ Giang Sách nếu không chết, còn đem nhất phẩm đường giết chết rồi. Cái này càng thêm làm cho phía đầu tư lòng tin 10 phần. Tiền, bó lớn đầu qua đây. Chọn một ngày, đủ mây Mỹ không biết nhận được bao nhiêu cái phía đầu tư điện thoại của, đều biểu đạt đối với Trại Nam hứng thú mãnh liệt. Này trước rút vốn, cũng toàn bộ đều đã trở về. Vì biểu đạt áy náy, bọn họ thậm chí nguyện ý cho ra so với ban đầu cao nhiều đầu tư. Tái ông mất ngựa, yên chi phi phúc. Đều cho rằng đắc tội Đường Văn nhất phẩm, sẽ làm Trại Nam vô tật mà chấm dứt, ai biết lại nghênh đón lớn chuyển cơ, tiết mục càng thêm hồng hỏa. Có người vui mừng có người buồn. Ở Đàm gia bên trong biệt thự, Đàm Quốc Đống giận không chỗ phát tiết, thì thào nói rằng, cái này Giang Sách có thể a, cư nhiên có thể gắng gượng qua nhất phẩm đường ám sát, ha ha, có điểm bản lĩnh. Đàm Vĩnh Cửu Thắng nói rằng, Đường Tung Tần dù sao mở không lộ ra, lấy năng lực của hắn.
sẽ bị Giang Sách cho thống trị dễ bảo đó là tất nhiên. Được rồi, người cùng Khải Thụy đều thương lượng xong sao? Cái kia bên đến cùng nói như thế nào ha? Đàm Quốc Đống nói rằng, tất cả an bài xong, ta đã với hắn ký hiệp ước. Hắn bằng lòng ta nhất định sẽ đem Giang Sách cho chỉnh chết, nếu không, sẽ đem trọng môn khoa kỹ năng thưởng cho ta nhóm. 30 ức, ta một phần không thiếu toàn bộ đều đánh tới hắn chương mục rồi, sẽ chờ hắn hành động. Hắn có nói cho người biết kế hoạch cụ thể sao? Chưa nói, ta hỏi qua hắn, hắn cho ra trả lời thuyết phục là người biết càng ít, hành động càng thuận tiện. Đàm Vĩnh Cửu thắng sờ sờ râu mép, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, hy vọng lúc này đây hắn là đem ý nghĩ xấu tạt hướng Giang Sách, mà không phải đánh chúng ta chủ ý. Khải Thụy cái chuôi này kiếm hai lưỡi, dùng tốt, có thể đem Giang Sách chém giết, dùng không tốt, sẽ đem mình cho hại. Chỗ tốt cùng chỗ hỏng lớn bằng. Cũng trong lúc đó, ở trọng môn khoa kỹ năng công ty Đại Lâu, chủ tịch phòng họp, đang tiến hành một hồi phi thường đặc biệt hội nghị. Khải Thụy ngồi ở bàn hội nghị phần cuối, Lao Kéo ngồi ở bên cạnh, trừ cái đó ra còn có hơn 10 danh đến từ bất đồng công ty, bất đồng thân phận người tham dự. Bọn họ toàn bộ đều không phải trọng môn khoa kỹ năng, nhưng bọn hắn tất cả đều là Khải Thụy chính là thủ hạ. Lao Kéo cũng là hôm nay mới biết, thì ra Khải Thụy một mực âm thầm bồi dưỡng thế lực. Bất quá nói đi nói lại thì, những thế lực này kỳ thực đều rất thông thường, căn bản cũng không có cùng Giang Sách gọi nhịp thực lực. Không biết Khải Thụy đem cái này một đám ô hợp chi chúng tập hợp là vì cái gì? Cửa đóng lại. Toàn bộ phòng họp kín không kẽ hở, một chút xíu tin tức đều bảo đảm sẽ không để lộ đi ra ngoài. Sau đó, Khải Thụy chăm chú nghiêm túc nhìn bọn họ, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, nuôi binh nghìn ngày, ta nuôi dưỡng các ngươi lâu như vậy, chính là vì ngày hôm nay loại này quyết chiến thời khắc. Gọi các ngươi tới, chính là vì một việc giết chết Giang Sách. Trong phòng hội nghị vô cùng an tĩnh, Giang Sách âm mưu dương mưu đều cực kỳ lợi hại, thân thủ càng là vô cùng cường đại, muốn đối phó thứ người như vậy, vậy kế sách đều là không được, mọi người tại đây cũng đều không có đối với trả Giang Sách nắm chặt. Không biết Khải Thụy có thể nghĩ ra cái gì tốt điểm quan trọng giọt. Lao Kéo cũng ngừng thở, không dám di lộ bất luận cái gì trọng yếu nội dung. Chỉ nghe Khải Thụy nói rằng, chúng ta cùng Giang Sách ân oán giữa tình cừu. Không cần thiết qua nặng hơn phục đi. Ngô lão gia thù, rip hận, trọng môn khoa kỹ năng cho tới nay bị chèn ép, toàn bộ đều đến từ chính cùng một người Giang Sách. Bây giờ mục đích của chúng ta rất thuần khiết túy, giết chết hắn, xâm chiếm hắn toàn bộ tài sản. Nói xong dễ dàng, có thể sao? Trong lòng mỗi người đều ở đây lẩm bẩm. Khải Thụy tiếp tục nói, ta biết các ngươi cũng không có lòng tin gì, nhưng ta muốn các ngươi biết, Giang Sách là nhân không phải thần. Chỉ cần kế sách thỏa đáng, coi như là Giang Sách hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ngày hôm nay, ta để các ngươi biết cái gì gọi là làm thần chi tính toán. Sau đó, Khải Thụy đưa hắn mấy ngày nay tính toán kế sách một chút xíu lộ ra ngoài, đem bên trong mỗi một bước đều tính toán đến không gì sánh được chính xác. Mọi người càng nghe càng kinh hãi. Đặc biệt Lao Kéo, nàng lúc đầu còn cảm thấy Khải Thụy muốn đối phó Giang Sách nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Thế nhưng, nghe xong toàn bộ kế hoạch sau đó, Lao Kéo cảm thấy Giang Sách xong. Nên kế sách, đừng nói là Giang Sách rồi, coi như là Đại La Kim Tiên tới, cũng sẽ bị cái hố một tóc không dư thừa. Đồng thời Khải Thụy đối với Giang Sách tính cách, thói quen tiến hành rồi phi thường cặn kẽ nghiên cứu, bảo đảm mỗi một bước đều dựa theo hắn chế định kế hoạch tiến hành. Toàn bộ kế hoạch sau khi nói xong, nguyên bản không có phấn khích mọi người, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Lòng tin 10 phần. Bọn họ đều là người thông minh, biết nên kế sách có bao nhiêu hung ác. Lão tổng mưu kế thực sự là cao siêu a, lúc này đây nhất định có thể đem Giang Sách đưa vào chỗ chết. Nhân tiện, còn có thể ngầm chiếm thịnh vui khoa học kỹ thuật tài sản, lớn mạnh chúng ta trọng môn khoa kỹ năng. Phát, phát, mọi người mừng rỡ không thôi. Chỉ có Lao Kéo, trên mặt khuôn mặt u sầu bất định. Lao Kéo. Khải Thụy hỏi, vì sao thoạt nhìn dầu dĩ dáng vẻ không vui? Có phải hay không cảm thấy kế hoạch của ta còn có không đầy đủ địa phương? Lao Kéo lắc đầu, không phải, nên kế sách thực sự quá hoàn mỹ rồi, ta chỉ là ở khiếp sợ mà thôi. Ha ha! Khải Thụy cười vài tiếng, sau đó bắt đầu cho mọi người từng cái phân phối nhiệm vụ,
mỗi người cụ thể đến mỗi một ngày muốn làm cái gì, đều có phi thường kế hoạch tỉ mỉ đồng hồ. Lúc này đây, Khải Thụy là quyết tâm. Lao kéo nhìn Khải Thụy, phảng phất thấy cũng không phải là người, mà là một con rắn độc. Phảng phất, khi còn bé Khải Thụy không phải là bị độc xà cắn, mà chết bị độc xà phụ thân, hóa thân trở thành độc xà. Âm lãnh, đáng sợ. Hội nghị mở trọn 7 giờ, không rõ chi tiết đem mỗi một điểm đều sau khi xác định, mới rốt cục tan họp. Lao kéo khép lại máy vi tính xách tay, nhu liễu nhu mệt mỏi hai mắt, đi trở về phòng làm việc của mình. Nàng đi tới bên trong phòng làm việc Ngô lão gia linh vị trước, chăm chú nhìn. Biết rõ Giang Sách không phải hung thủ. Biết rõ sát hại Ngô lão gia hung phạm do người khác. Nàng làm sao có thể nghe theo Khải Thụy nói đi làm. Lao kéo nhìn Ngô lão gia linh vị, hết sức chăm chú mà hỏi, nghĩa phụ, ta làm như thế nào tuyển trạch? Ta nên nghe theo đại ca chỉ thị đi làm sao? Ta đáng chết chết Giang Sách, thay ngài cùng Rip báo thù sao? Nghĩa phụ, ngài nói cho ta biết nên làm như thế nào. Vừa dứt lời, một trận gió thổi qua, Ngô lão gia linh vị rơi xuống. Lao kéo lăng lăng nhìn trên đất linh vị, ngẩn người thật lâu. Hồi lâu sau, nàng chậm rãi khom lưng đem linh vị từ dưới đất nhặt lên, bày ở chỗ cũ. Nghĩa phụ, cảm ơn người đối với ta chỉ dẫn. Ta minh bạch nên làm như thế nào. Lập tức, nàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Triệu Gia Thiên Kim đại tiểu thư Triệu Dung bấm một trận điện thoại. Dung Nhi, hiện tại có rảnh không? Ta nghĩ muốn tìm ngươi trò chuyện. Có thể a, ta trong mấy ngày qua đều nhanh chết ngộp rồi. Một phen khách sáo sau đó, Lao kéo cúp điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm, hy vọng ta làm như vậy là chính xác. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật. Giang Sách về tới công ty, vừa đi vào đại môn liền bị mọi người ủng hộ. Giang Đồng thật là khí phái, một cái liền đem nhất phẩm đường giết chết rồi, kiểu như châu bò. Về sau, chúng ta Thịnh Vui khoa học kỹ thuật có thể ở kinh thành sông pha. Giang Sách mỉm cười làm cho mọi người tản ra, vừa mới chuẩn bị đi vào trong, Mầm Đồng sẽ cầm điện thoại chạy tới, Giang Đồng, Triệu Gia điện thoại. Triệu Gia, là Tề phu nhân sao? Không phải, là Triệu Dòng đánh tới. À, Giang Sách kỳ thực thật ngoài ý liệu, bởi vì từ Bảo Tiêu sự kiện sau đó, cùng Triệu Dòng trong lúc đó trên cơ bản không có bất cứ liên hệ nào rồi, không biết nàng ngày hôm nay đột nhiên gọi điện thoại qua đây lại là vì cái gì? Nghe điện thoại, Giang Sách hiếu kỳ hỏi, Triệu tiểu thư, xin hỏi tìm ta có chuyện gì không? Cái kia, Giang tiên sinh, hôm nay ngươi buổi tối có không sao? Ta nghĩ muốn mời ngươi tới nhà của ta ăn, cảm tạ ngươi lần trước đối với ta trợ giúp. Còn cảm tạ, không phải cảm tạ qua rồi không? Đang ở Giang Sách muốn cự tuyệt thời điểm, Triệu Dung đột nhiên nói rằng, lần này thực sự rất trọng yếu, van cầu ngươi lạp. Giang Sách là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Đây là hắn uy hiếp. Nghe được Triệu Dung như vậy khẩn cầu, Giang Sách sẽ thấy cũng không có cự tuyệt khả năng, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Tốt. Ta đây 8 giờ tối đến. Một lời đã định. Cúp điện thoại, Mầm Đồng vẻ mặt nổi máu ghen bộ dạng nhìn Giang Sách. Giang Đồng, ngài một cái đã khi kết hôn nam nhân, lớn buổi tối chạy đi một cái hoa cúc khuê nữ trong phòng ăn, cô nam quả nữ, không thích hợp à. Khái khái. Đều bằng lòng người ta, còn có thể làm sao? Mầm Đồng cất điện thoại di động, vừa đi vừa nói chuyện, mỗi lần ở chung với ta, đã nói đã kết hôn lạp, nam nữ hữu biệt lạp. Hừ hừ, một cùng Triệu tiểu thư cùng một chỗ, nên cái gì ước thúc cấm kỵ cũng không có. Ai, xem ra vẫn là loli tốt, dễ dàng hơn đạt được sủng ái. Người chung quanh nghe xong, đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Giang Sách, nhìn Giang Sách vẻ mặt xấu hổ. Rốt cục, 8 giờ tối đến rồi. Giang Sách một mình lái xe tới đến rồi Triệu Dung chỗ ở biệt thự, dừng xe, tiến nhập đại môn sau đó, liền thấy bên trong phòng dọn dẹp sạch sẽ. Đồng thời dọn lên tràn đầy một bàn tinh mỹ cơm nước, còn đốt ngọn nến. Tốt vừa ra ánh sáng nến bữa cơm. Chỉ là, hai người ăn dưới nhiều như vậy sao? Giang Sách đi vào, Triệu Dung ngay lập tức sẽ tiến lên đón, mỉm cười nói, Giang tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Giang Sách ngược lại có chút thẹn thùng, nói rằng, Triệu tiểu thư, ngươi lần trước đã mời ta ăn xong một lần, tại sao lại mời ta ăn một lần? Không đợi Triệu Dung mở miệng nói chuyện,
liền nghe được thang lầu lầu 2 truyền miệng tới một người giọng của nữ nhân, Giang Sách, người chết đến trước mắt còn có tâm tình xem mỹ nữ, ăn bữa tiệc lớn. Ân. Giang Sách ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lao Kéo đang đứng ở nơi nào, lạnh như băng nhìn chính mình. Nhìn Triệu Dung, nhìn lại Lao Kéo, Giang Sách đã hiểu là chuyện gì xảy ra, trên mặt nổi là Triệu Dung mời tự mình tiến tới ăn, nhưng thật ra là Lao Kéo muốn cùng chính mình gặp mặt, chỉ là không có phương tiện chủ động tới thấy mình, chỉ có chỉnh cái này vừa ra. Triệu Dung nhỏ giọng nói rằng, Giang tiên sinh xin lỗi, là ta lừa gạt ngươi. Bất quá Lao Kéo tỉ nói ngươi nguy hiểm đến tánh mạng, để cho ta vô luận như thế nào cũng phải gọi ngươi qua đây, nàng có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Lo lắng tánh mạng. Khoa trương như vậy. Giang Sách gật đầu, ta đây chợt nghe nghe, ta làm sao lại nguy hiểm đến tánh mạng. Hắn trực tiếp đi lên lầu, cùng Lao Kéo hai người nhốt tại trong một gian phòng mặt, Triệu Dung thì đem đại môn đóng cửa, cho hai người bọn hắn cá nhân thông khí. Lầu 2 phòng trong. Giang Sách hỏi, ngươi không phải hận ta tận xương sao? Tốt bụng như vậy nhắc nhở ta có nguy hiểm. Lao Kéo mặt lạnh. Ta cũng không biết làm như vậy đúng hay không, Giang Sách, ta quả thực hận ngươi, nhưng nghĩa phụ chết lại quả thực chớ nên coi là ở trên người của ngươi. Không tính là ở trên người ta, vậy coi như ở trên người người đó. Giang Sách nhìn Lao Kéo thì cúi đầu giữ yên lặng. Giang Sách tiếp tục nói, ngươi là người thông minh, tự nhiên đón được Ngô lão gia chết với ai tương quan. Ngô lão gia cuối cùng là đi cùng với hắn. Mà hắn lại trăm phương ngàn kế đem Ngô lão gia chết đẩy tới trên người ta, cái này không kỳ quái sao? Lao Kéo quát lên một tiếng lớn, ta không cần ngươi tới dạy ta. Lao Kéo chẳng lẽ không biết Khải Thủy có chuyện? Nàng biết, chỉ là nàng không muốn tin tưởng mà thôi. Giang Sách cũng không nói, trực tiếp ngồi ở ghế trên, hỏi ok, chuyện nhà của các ngươi, ta không nhiều lắm tham dự. Na trở về chính đề, hôm nay ngươi tìm ta. Đến tột cùng vì chuyện gì? Lao Kéo hít thở sâu một hơi, Khải Thụy từ Đàm gia mượn được rồi 30 ức, chuẩn bị đối với ngươi phát động thư kích. Thư kích, hắn là muốn tìm tay súng bắn tỉa ám sát ta. Không phải, lấy năng lực của ngươi, lợi hại hơn nữa tay súng bắn tỉa cũng ám sát không được ngươi đi. Nhất phẩm đường chính là điển hình ví dụ. Vậy hắn làm sao thư kích ta? Là cổ phiếu thư kích. A hát, cái từ ngữ này. Nghe có chút ý tứ. Lao Kéo đem ban ngày hội nghị ghi lại lấy ra, mở ra, bắt đầu lại từ đầu cho Giang Sách phân tích, giảng thuật Khải Thụy toàn bộ kế hoạch. Lúc đầu Giang Sách còn không cho rằng ý. Nhưng càng về sau nghe, Giang Sách toàn thân tóc gáy đều dựng lên, Khải Thụy vì đối phó Giang Sách, thật là làm xong rồi cực hạn. Đem Giang Sách cho tính toán gắt gao. Nói thật. Nếu như Lao Kéo ngày hôm nay không đem cái kế hoạch này còn nguyên nói cho Giang Sách lời nói, như vậy. Đợi Giang Sách thật có khả năng là tử vong. Lòng người hiểm ác đáng sợ. Giang Sách xem như là cảm nhận được Khải Thụy chỗ đáng sợ, người đàn ông này, thực sự là giống như rắn độc độc ác âm ngoan. Khép lại cuốn vở. Lao Kéo hỏi, Giang Sách, người bây giờ còn cảm thấy ta nói khoa trương sao? Giang Sách thở ra một hơi dài, tuyệt không khoa trương. Ta hẳn là cảm tạ ngươi trước giờ nói cho ta biết đây hết thảy. Nếu không, ta nguy hiểm. Lao Kéo tiếp tục nói, hiện tại ngươi định làm gì? Giang Sách hồi đáp, rất đơn giản a, nếu đều biết Khải Thụy âm mưu, ta đây từ vừa mới bắt đầu sẽ không rút lui không liền có thể lấy rồi. Lao Kéo lắc đầu, ngươi không mắc lừa, đối với ngươi không có tổn thất, đối với Khải Thụy kỳ thực tổn thất cũng không lớn. Hơn nữa hắn còn có thể tệ hại hơn thiết kế càng thêm âm ngoan thủ đoạn đối phó ngươi. Giang Sách nhíu chân mày lại, hỏi, vậy ngươi dạy ta một chút, làm như thế nào? Lao Kéo mắt đỏ, nói ra 8 chữ, cố ý rút lui, tương kế tự kế. Giang Sách rất là ngoài ý muốn, làm sao cũng không nghĩ ra Lao Kéo cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Hỏi hắn, ngươi để cho ta tương kế tự kế, đó chính là phải đối phó Khải Thụy ý tứ. Ngươi không phải là không tin tưởng hắn chính là hung thủ sao? Làm như vậy, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Lao Kéo khẽ cắn môi. Là rất mâu thuẫn. Nhưng không thể không làm như vậy. Từ trước mắt nắm giữ chứng cứ đến xem, hầu như có thể nhất định là Khải Thụy giết chết Ngô lão gia. Lao Kéo nhất định phải đem Khải Thụy đẩy vào tuyệt cảnh, bức bách hắn khai báo tình hình thực tế, nếu như chỉ là thật đơn giản truy vấn,
lấy Khải Thụy tính cách cùng năng lực, là tuyệt đối sẽ không cho Lao Kéo tiết lộ nửa chữ. Nhất định phải ngoan, muốn tuyệt. Nàng nhìn phía Giang Sách, nói rằng, ta chính là muốn lợi dụng lần này cơ hội đem Khải Thụy đẩy vào tuyệt cảnh, bởi vì ta muốn từ trong miệng của hắn biết chân tướng của sự tình là dạng gì. Giang Sách gật đầu tốt, người đã nghĩ xong, ta đây không ngại giúp ngươi lúc này đây, coi như là báo đáp ngươi đối với ta, nhắc nhở tri ân. Chỉ là, Khải Thụy kế sách thật sự là quá độc ác, ngươi nghĩ tốt làm sao tương kế tựu kế sao? Đừng đùa không tốt, đem mình cho hãm hại đi vào. Lao Kéo cười nhạt ba tiếng, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Lập tức, nàng liền đem đối phó Khải Thụy kế hoạch nói một lần, Giang Sách nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp thành. Quả thực, Lao Kéo kế sách đối với Giang Sách mà nói không có bất kỳ thương tổn. Nhưng là lại sẽ đem Lao Kéo chính mình bẫy chết. Ngươi thật muốn làm như vậy? Là, Lao Kéo khẳng định nói, chỉ có ta rơi vào tuyệt cảnh, mới có thể biết Khải Thụy đích thực thật ý tưởng, tựa như khi còn bé đối mặt độc xà giống nhau. Khi còn bé, Lao Kéo quay mặt qua chỗ khác, đó là ta cùng Khải Thụy sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ cần phối hợp ta diễn tốt cái này xuất diễn là được rồi. Giang Sách nói rằng, tốt, ta phối hợp ngươi. Hai người lại nói vài câu, sau đó Giang Sách mở rộng cửa đi xuống, cùng Triệu Dòng ăn chung ánh sáng nến bữa cơm. Triệu Dòng hiếu kỳ hỏi, Giang tiên sinh, Lao Lạp Tả đến cùng nói với ngươi cái gì nha? Nàng nói ngươi có sinh mệnh nguy hiểm, rốt cuộc là thật hay giả a? Nàng đối với Giang Sách vẫn là hết sức quan tâm. Bất quá. Giang Sách cười một tiếng, nhìn trên lầu phương hướng, nói rằng, ta đã không có bất kỳ nguy hiểm, chân chính có nguy hiểm, là của ngươi Lao Lạp Tả. A, Triệu Dòng vẻ mặt hồ đồ, căn bản không biết có ý tứ, ủy khuất nói rằng, Lao Lạp Tả rất đáng thương, cô Linh Linh một người, nhìn qua rất cao lãnh kỳ thực nội tâm vẫn rất cô độc, Giang tiên sinh, ngươi có thể không thể giúp một chút nàng. Giang Sách trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, ta đáp ứng ngươi. Biết đem hết toàn lực trợ giúp của nàng. Ân, có Giang tiên sinh hỗ trợ, tin tưởng Lao Lạp Tả nhất định có thể bình an vô sự. Triệu Dòng nói rằng, chỉ là nội tâm của nàng giống như là vào đông trời đông giá rét băng thiên tuyết địa, rất khó hòa tan. Giang tiên sinh, nếu như có thể, người về sau nhiều cùng với nàng thân cận một chút, bởi vì ta phát hiện, Lao Lạp Tả dường như với người có rất nhiều nói có thể nói, không giống cùng người khác cơ bản không nói lời nào. Lời này mới vừa nói xong, Lao Kéo từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói chuyện, loại sự tình này sẽ không cần ngươi một cái tiểu cô nương quan tâm, lúc rảnh rỗi thay ta phiền lòng, không bằng lo lắng nhiều suy nghĩ chính ngươi, trưởng thành rồi, nên lập gia đình a. Nói đến phân nửa, Lao Kéo đột nhiên đối với Giang Sách nói rằng, Giang tiên sinh, ngươi xem Dung Nhi thế nào. Giang Sách sửng sốt một chút, có ý tứ. Lao Kéo nói rằng, còn hỏi có ý tứ. Ngươi xem Dung Nhi dáng dấp ngọt ngào đáng yêu, sinh ra lại thích, đối với ngươi cũng tốt, ngươi sẽ không tâm động sao? Không muốn kết hôn con gái đã xuất giá sao? Triệu Dòng đỏ mặt giống như mùa hè chín muồi táo đỏ. Lao Lạp Tả, ngươi nói bậy bạ gì đó nha? Lao Kéo Giang tay ra, ta cảm thấy được Giang tiên sinh liền tốt vô cùng nha, ngươi gả qua cũng có người bảo hộ, về sau sẽ không sợ người khi dễ ngươi. Hiển nhiên Lao Kéo là ở, trả thù, Triệu Dòng trước nói. Triệu Dòng cũng không thua kém bao nhiêu, trực tiếp đứng lên nói rằng, ta cảm thấy được Lao Lạp Tả cùng Giang tiên sinh cùng một chỗ chỉ có tương đối khá. Ngươi nội tâm giá lạnh như vậy, cần Giang tiên sinh mặt trời nhỏ tới ấm áp ngươi. Trong nháy mắt, bên trong phòng nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Lao Kéo chẳng biết tại sao cũng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nàng trơ mắt nhìn Triệu Dòng. Chưa từng nghĩ vậy tiểu nha đầu cũng sẽ văng ra như vậy, không chỗ nói chính là lời nói tới. Triệu Dòng cũng có chút xấu hổ, mới vừa lời hoàn toàn là không có có trải qua suy nghĩ nói ra được. Hai nữ nhân, đều ở đây đem Giang Sách hướng đối phương bên kia đẩy. Nhưng mà, kỳ thực các nàng đều thật hy vọng Giang Sách sẽ bị đẩy tới bên cạnh mình tới. Nữ nhân, luôn là như thế nghĩ một đằng nói một nẻo, tâm khẩu bất nhất. Hầu hết thời gian nói cùng nghĩ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Khó xử nhất không ai bằng Giang Sách. Hảo đoan đoan, trở thành hai nữ nhân miệng lưỡi tranh lợi thế. Hắn tằng hắng một cái kia, công ty ta còn có việc, đi về trước.
Vừa mới dứt lời, Lao Kéo cùng Triệu Dòng đồng thời nóng nảy, chăm miệng một lời hô, để làm chi gấp như vậy, cơm nước xong lại đi a. Hai nữ nhân đồng thời nói ra, không khỏi liếc nhau, đều ngẩn ra. Nữ nhân đối với nữ nhân là hiểu rõ nhất. Đừng xem Lao Kéo trước đối với Giang Sách hận thấu xương, kỳ thực nữ nhân đều thích cường đại nam nhân, càng là bại bởi Giang Sách, thì càng đối với Giang Sách sinh lòng kính phục ý. Cộng thêm Lao Kéo lúc này cô độc tâm tình, ngoại trừ Giang Sách lại không người thứ hai có thể nói. Cho nên, sợ là Lao Kéo chính mình cũng không biết mình đã đối với Giang Sách có mặt khác một tầng tình cảm, hy vọng với hắn chờ lâu khoảng khắc. Khoảng khắc là tốt rồi. Giang Sách lúng túng lại ngồi xuống, ở hai nữ nhân trong lúc đó cúi đầu ăn. Tu La chiến thần, cũng có kinh hồn táng đảm, không còn cách nào ứng đối nan đề a. Cơm nước xong cũng đã 10 giờ tối nhiều, hai nữ nhân tự nhiên không có thả Giang Sách ly khai, vì vậy, hai nữ một nam ở phòng khách ở một buổi tối. Không có bao nhiêu nói, lại làm cho Triệu Dung, Lao Kéo đều cảm giác rất thư thái. Cô độc, là đáng sợ. Hai người các nàng đều cô độc quá lâu, cũng chỉ có đang cùng Giang Sách cùng nhau lúc, mới có thể xếp giải khai phần này cô độc. Sáng sớm hôm sau, Giang Sách ăn xong điểm tâm về tới Thịnh Vui khoa học kỹ thuật. Chân trước mới vừa bước vào phòng làm việc, chân sau liền nghe được Miêu Đồng thanh âm âm dương quái khí, ai yêu yêu, người nào đó rốt cục cam lòng cho đã trở về nha. Nói xong chỉ là ăn một bữa cơm, làm sao ăn cả đêm a? Sợ là ngay cả ăn mang ngủ, toàn bộ đều xử lý đi. Ai, nam nhân a? Thật không biết người nào đó muốn thế nào đối mặt tại phía xa Giang Nam khu kết tóc thê tử. Nghiệp chướng nặng nề a. Giang Sách bị nói vẻ mặt xấu hổ. Có lòng muốn giải thích, nhưng Miêu Đồng căn bản cũng không nghe, hơn nữa Miêu Đồng nhận đúng Giang Sách đã hãm sâu Triệu Dòng ôn nhu hương, giải thích cũng không tin tưởng. Bất đắc dĩ, Giang Sách đổi chủ đề nói rằng, cái kia. Ngày hôm nay có cái gì làm việc sao? Yêu, còn có thể nhớ tới công tác a. Khái khái, Miêu Đồng được rồi. Miêu Đồng lạnh rên một tiếng, nói rằng, công tác đương nhiên là có, đêm qua ngươi say mê ôn nhu hương thời điểm, ta nhưng là ở tăng giờ làm việc công tác. Nhận được hai thông điện thoại, sáng nay sẽ có hai lần lễ ra mắt an bài. Lễ ra mắt, hai lần, Miêu Đồng nói rằng, lần đầu tiên, 8 giờ rưỡi, Triệu gia đủ mây xinh đẹp lễ ra mắt, lần thứ hai, 9 giờ rưỡi, Khương gia Khương Loli lễ ra mắt. Giang Sách lùi ra sau rồi dựa vào, Triệu gia, Khương gia trước sau qua đây, sáng sớm hôm nay náo nhiệt. Giang Sách hơi chút híp một hồi, Tề Vân Mỹ liền chạy tới Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, hai người ở phòng làm việc thấy. Không nói nhiều thừa thải, Tề Vân Mỹ vừa tiến đến liền mặt mày hớn hở nói, Giang Đồng, ngày hôm nay ta qua đây, là cho ngươi tiễn vui tin tới. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là các loại chuyện loạn thất bát tao. Nhưng thật ra thật lâu cũng không có vui mừng sự tình phát sinh. Giang Sách hỏi, là cái gì chuyện tốt, làm cho ngài sáng sớm cứ tới đây nói cho ta biết. Tề Vân Mỹ lấy ra một phần báo biểu, khiến người ta đưa cho Giang Sách. Đây là hãng quảng cáo đầu tư chia hoa hồng, căn cứ ước định của chúng ta lúc trước, ta tới cấp cho ngươi đưa tiền rồi. Cái này, có tính không là một kiện chuyện thật tốt ha? Đương nhiên coi là... Trên đời này không có so với sáng sớm đưa tiền càng khiến người ta cao hứng. Giang Sách bây giờ còn chính là thiếu tiền. Hắn đem bảng khai báo tài vụ mở ra nhìn, chia hoa hồng khoản vì 10 ức. Đây tuyệt đối là một cái phi thường khoa trương con số. Giang Sách mỉm cười nói, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thì có 100 triệu hãng quảng cáo chia hoa hồng tới tay. Xem ra tiết mục này hiệu quả tốt ha, vẫn lui về phía sau làm. Nói vậy chia hoa hồng càng ngày sẽ càng nhiều. Đó là tự nhiên, Tề Vân Mỹ nói rằng, này cũng phải cảm tạ Giang Đồng ngươi đem nhất phẩm đường giải quyết rớt, làm cho này nhà đầu tư không có lo lắng, có thể tận tình cho chúng ta bỏ tiền. Hai người càng trò chuyện càng vui mừng. Đang trò chuyện, lại có người đến rồi, là Khương gia Khương Lị. Nàng cất bước đi tới sau đó, cũng là mặt mày hớn hở nói, Giang Đồng, ta mang cho ngươi tới nhất kiện vui tin. Giang Sách rất là ngoài ý muốn. Một cái sáng sớm liên tục hai cái tin tức, song hỷ lâm môn. Hắn thật lâu không có gặp phải cao hứng như thế sự tình rồi. Khương Lị thấy được Tề Vân Mỹ, hướng về phía nàng chắp tay, yêu,
Tề phu nhân đã ở a. Vừa xong không lâu sau, Tề Vân Mỹ nói rằng, xem Khương nữ sĩ cao hứng như thế, chắc là cấp cho Giang Đồng mang đến tốt vô cùng tin tức xấu đi. Chính là, Khương Lị cũng để cho người xuất ra một phần báo biểu đưa cho Giang Sách. Nàng nói rằng, Giang Đồng, ngươi, Thủy Mỹ Nhân, sản phẩm thực sự phi thường tuyệt vời, hiệu quả nhất lưu, mới vừa lên cái chỉ bán đến bán hết, chúng ta đang ở tăng giờ làm việc vội vàng chế tác. Đây là Thủy Mỹ Nhân đệ nhất kỳ bán sau đó, nên cho đến ngày chia hoa hồng, mời xem qua. Lại là đưa tiền. Một buổi sáng sớm, Triệu gia cùng Khương gia đều tới đưa tiền, trên đời này còn có chuyện tốt này. Giang Sách liếc nhìn báo biểu, vui vẻ. Khương gia chia hoa hồng không nhiều không ít, cũng là 10 ức. Cùng Triệu gia là ngang hàng. Giang Sách cầm hai phần báo biểu nói rằng, sáng sớm, hai vị liền đưa tới cho ta 20 trăm triệu chia hoa hồng, thật có chủng bầu trời rơi bánh có nhân cảm giác. Tề Vân Mỹ nói rằng, đây đều là Giang Đồng ngài nên được đến, năng lực của ngài hữu mục cộng đổ. Ba người đang ở lẫn nhau khách sáo thời điểm, Mầm Đồng bỗng nhiên đi tới nói rằng, Giang Đồng, Liêu Duẫn khoa kỹ năng chủ tịch Liêu Nhất Phàm muốn với ngươi gặp mặt. Liêu Duẫn khoa kỹ năng. Liêu Nhất Phàm. Tề Vân Mỹ cùng Khương Lị liếc nhìn nhau, nói rằng, cái này Liêu Nhất Phàm tại nghiệp giới danh tiếng, danh vọng đều phi thường tốt, Liêu Duẫn khoa kỹ năng cũng là khoa học kỹ thuật trong công ty người nổi bật. Giang Đồng, xem ra ngươi lại có cơ hội cường cường liên thủ, kiếm một khoản lớn. Kiếm một món tiền lớn. Ha ha. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, Giang Sách khả năng thật vẫn ôm ý nghĩ như vậy, nhưng là khi hắn tối hôm qua từ lao kéo bên kia biết được Khải Thụy toàn bộ kế hoạch, ý tưởng liền hoàn toàn bất đồng. Cái này Liêu Nhất Phàm, chính là Khải Thụy toàn bộ kế hoạch bước đầu tiên, cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Nếu như không phải Khải Thụy chính mình công bố, ai cũng không biết kỳ thực Liêu Nhất Phàm là Khải Thụy chính là thủ hạ. Trên mặt nổi, Liêu Nhất Phàm là Liêu Duẫn khoa kỹ năng cầm cổ người, trên thực tế, Liêu Nhất Phàm chỉ là thay cầm cổ, chân chính phía sau màn lão đại là Khải Thụy. Nhiều năm như vậy, Liêu Nhất Phàm đều dựa theo Khải Thụy nói đi làm, tích cực hướng về phía trước, chính diện dương quang. Trên thực tế, hắn chính là lợi dụng loại này hình tượng, ngầm trợ giúp Khải Thụy giành rồi đại lượng chỗ tốt, là một con sói đội lốt cừu. Lúc này đây, Khải Thụy cố kỹ trọng thi. Hắn chính là muốn lợi dụng Liêu Nhất Phàm tốt tốt tiên sinh hình tượng, dụ dỗ Giang Sách mắc câu, đáng tiếc, Khải Thụy làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, lao kéo sẽ chọn phản bội hắn, nói cho Giang Sách đây hết thảy. Rốt cuộc đã tới sao? Giang Sách đứng dậy, đối với Tề Vân Mỹ cùng Khương Lị chắp tay, ta muốn đi ra ngoài tiếp đãi một cái, nhị vị, mong rằng bao dung. Hai người đương nhiên sẽ không đối với Giang Sách có chút quá nghiêm khắc. Giang Sách sau khi rời đi, trực tiếp đi tới phòng khách, gặp được đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu Liêu Nhất Phàm. Biết rõ đối phương tâm cơ khó lường, Giang Sách vẫn là bày ra một bộ nụ cười. Đây cũng là vì lao kéo làm. Vì lao kéo, Giang Sách phải tận hết sức phối hợp tốt, diễn xuất tuồng vui này. Liêu tiên sinh, ngày hôm nay làm sao như thế lúc rảnh rỗi, đi tới chúng ta thịnh vui khoa học kỹ thuật a. Liêu Nhất Phàm chắp tay. Nói rằng, Giang Đồng, thật là thật ngại quá, không có nói trước chào hỏi liền trực tiếp tới rồi, thật sự là có gấp sự tình muốn khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài, không kịp thông cáo liền tự ý làm quyết định, mong rằng bao dung. Giang Sách khoát khoát tay, cái này không sao, có cái gì Giang mỗ có thể giúp, cứ nói đừng ngại. Liêu Nhất Phàm nhìn chung quanh vây, nhẹ giọng nói, Giang Đồng, ta nghĩ muốn khẩn cầu ngài thu mua chúng ta Liêu Duẫn khoa kỹ năng. Ân. Giang Sách trong nháy mắt chân mày cau lại. Hắn quay đầu đem cửa phòng họp đóng cửa, đi tới Liêu Nhất Phàm bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, nghiêm túc nói rằng, Liêu Đồng, ngài không phải đang cùng ta nói đùa sao? Liêu Nhất Phàm hết sức chăm chú nói, dĩ nhiên không phải nói đùa, ta là hết sức chăm chú nghiêm túc đang cùng ngươi đưa ra chuyện này. Giang Sách không hiểu rồi. Hỏi hắn, vì sao? Theo ta được biết, Liêu Duẫn khoa kỹ năng nhưng là kinh thành cũng có số má đại công ty, dưới cờ sản phẩm quá nhiều, hàng năm cũng có hơn mấy chục trăm triệu tinh khiết thu nhập. Mặc dù không như này siêu cấp lớn công ty, nhưng ở tuyến 2 trong công ty, cũng là có tên tuổi. Danh tiếng, nhân khí đều rất tốt. Doanh thu kiện khang, danh tiếng hài lòng, không có bất kỳ dấu hiệu bị thua, như thế ưu chất công ty,
Lưu Đồng ngài là nghĩ như thế nào, cư nhiên sẽ nhờ yếu xuất thụ công ty cổ quyền. Rất khó khiến người ta lý giải a. Một phen ngôn luận, cũng đúng là để ý. Lưu Nhất Phàm thở dài. Hắn suy nghĩ khoảng khắc, sắp xếp ngôn ngữ nói rằng, Giang Đồng, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi, kỳ thực ngươi chỗ đã thấy toàn bộ đều là biểu hiện giả dối. Biểu hiện giả dối. Ân, thành thật nói cho ngài, chúng ta Lưu Duẫn khoa kỹ năng đã sớm nhập bất phu xuất, sắp đảo bế. Nghiêm trọng như vậy, Giang Sách biểu thị khó mà tin được. Lưu Nhất Phàm nói rằng, này bảng khai báo tài vụ, công ty lợi nhuận cũng chỉ là làm được biểu hiện giả dối mà thôi, ổn định cổ dân, để tránh khỏi giá cổ phiếu sụt. Trên thực tế, công ty hàng năm sản phẩm đều bán bất động, còn muốn nuôi sống một đám đông người, nghiên cứu thành phẩm lại ở cao không dưới, đã liên tục 2 năm thiếu hụt rồi. Năm nay nếu như lại thiếu hụt, như vậy công ty đại khái suất là muốn xin phá sản. Cho nên, ta chỉ có khẩn cầu Giang Đồng ngài giúp ta một chút, thu mua Lưu Duẫn khoa kỹ năng A. Giang Sách vẫn còn có chút không thể tin được, liền hỏi, Lưu Đồng, giống như Lưu Duẫn khoa kỹ năng như thế ưu chất công ty, muốn mua nhân hẳn là một đống lớn A. Làm sao cũng không tới phiên ta à? Lưu Nhất Phàm thở dài. Đúng vậy, quả thật có rất nhiều công ty đều muốn thu mua công ty chúng ta, bọn họ đều lợi dụng các loại phương thức dò thăm công ty chúng ta đích thực tình hình thực tế huống hồ, tiến hành ép giá thu mua. Cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là một điểm, bọn họ đều là không hiểu khoa học kỹ thuật thường dân. Giang Đồng, ngài nói, ta cuối cùng không thể đem một nhà khoa học kỹ thuật công ty bán cho này chỉ biết là kiếm tiền thường dân A. Lưu Duẫn khoa kỹ năng danh tiếng là ta khổ tâm kinh doanh đi ra, dưới cờ cũng không có thiếu ưu chất sản phẩm cùng series, ta không muốn như vậy một công ty cuối cùng luân lạc tới bị thường dân thu mua, dùng để lòng dạ hiểm độc kiếm tiền công cụ. Ta thực sự không muốn chứng kiến loại tình huống đó phát sinh. Lưu Nhất Phàm tình chân ý thiết nhìn Giang Sách, trong hốc mắt thậm chí cũng còn có nước mắt đang đánh chuyển. Giang Đồng, toàn bộ kinh thành đối với khoa học kỹ thuật nhất hiểu không ai bằng các ngươi Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, đây cũng là ta tại sao muốn đem Lưu Duẫn khoa kỹ năng bán cho nguyên nhân của ngươi. Lưu Duẫn khoa kỹ năng đến rồi không thể không bán tình trạng, đã như vậy, ta phải cho Lưu Duẫn tìm một thích hợp nhất nhà dưới. Đó chính là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, chính là Giang Sách Giang tiên sinh ngài. Những lời này nhưng thật ra nói phi thường thành khẩn, một điểm làm bộ ý tứ cũng không có, người bình thường đều sẽ bị những lời này cho đả động. Đặc biệt Giang Sách loại này ăn mềm không ăn cứng lòng nhiệt tình người, càng là dễ dàng bị đánh di chuyển. Hắn gật đầu, nói rằng, đã như vậy, kia vội vàng ta bang định rồi, chỉ là không biết bây giờ Lưu Duẫn khoa kỹ năng thành phố giá trị là bao nhiêu. Người biết, chúng ta Thịnh Nhạc khoa kỹ năng vì chạy trốn đàm ra, bồi thường không ít tiền, hiện tại không nhất định có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy thu mua a. Lưu Nhất Phàm tính toán một chút, nói rằng, nếu như dựa theo bây giờ thành phố giá trị để tính, không sai biệt lắm giá trị 50 ức a. 50 ức. Giang Sách trong lòng cười nhạt, thật đúng là một cái phi thường thích hợp chữ số a. Trước hắn từ Đàm Quốc Đống Na mỏ 30 ức. Sáng sớm hôm nay lại phân biệt từ Triệu gia, Khương gia mỗi người chiếm được 10 ức, cộng lại không nhiều không ít vừa lúc là 50 ức. Cắn răng một cái, dùng 50 ức thu mua một nhà chất lượng tốt công ty, đó là tuyệt đối có kiếm. Từ biểu hiện ra, đây là một hồi kiếm bộn không lỗ buôn bán. Cái này mê hoặc thật là lớn. Đầu tiên là Lưu Nhất Phàm đích hảo nhân phẩm, tốt danh tiếng lọt đường, lại dùng 50 ức cái này thích hợp chữ số làm bẫy dập. Thu mua Lưu Duẫn khoa kỹ năng loại này đỉnh phong giá trị 20, 30 tỷ chất lượng tốt công ty. Tại cái gì thời điểm thoạt nhìn, đều là đáng giá thử một lần tốt buôn bán. Giang Sách cố ý làm ra giấy dụa củ kết biểu tình. Lưu Nhất Phàm hỏi, Giang Đồng, ngài là không phải thật khó khăn a? 50 ức, đối với bây giờ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng mà nói có phải hay không nhiều lắm? Ai, xem ra. Lưu Duẫn khoa kỹ năng chỉ có thể bán cho này thường dân rồi không? Giang Sách khoát tay áo, nói rằng, không cần, ta nói rồi hỗ trợ liền nhất định sẽ hỗ trợ, cái này 50 ức, ta đảo định rồi. Thực sự, ân, Giang Đồng, thực sự là rất cảm tạ ngài, na. Chúng ta từ lúc nào ký hợp đồng? Ngày mai a, ta đem tiền cho chuẩn bị xong,
ngày mai sẽ đi các người Liêu Duẫn khoa kỹ năng ký nhận mua sắm ý hướng hợp đồng. Tốt. Liêu Nhất Phàm thiên ân vạn tạ, cuối cùng còn cùng Giang Sách thần tình ôm, thật vui vẻ ly khai Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, dọc theo đường đi đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Giang Sách nhìn hắn rời đi bóng lưng, trong lòng lạnh cả người. Đều nói chi nhân chi diện bất chi tâm, ngày hôm nay xem như là triệt để thấy được, cái này Liêu Nhất Phàm nhìn qua không có bất kỳ lòng dạ, thiện lương thành thật, thành khẩn phóng khoáng, là một cái đáng giá tín nhiệm tốt đồng bạn hợp tác. Trên thực tế, hắn xảo trá không thể lại xảo trá. Dùng viên đạn bọc đường, hướng về phía Giang Sách một trận oanh tạc, từng bước đem Giang Sách dụ dỗ tiến nhập hắn đã sớm bày ra hố sâu bảy dập. Hơn nữa hắn biết rõ Giang Sách tính cách, không có cứng lại. Đi qua bán nước mắt phương thức, tranh thủ Giang Sách hảo cảm, tình cảnh vừa nãy màn cũng đều ở trước mắt, Liêu Nhất Phàm diễn được kêu là một cái rất thật, coi như là Giang Sách cái này người từng trải, cũng không có nhìn ra hắn bất kỳ sơ hở nào. Người như thế nếu như đi diễn trò nói, không phải cầm vài cái Oscar ảnh đế đều có lỗi với hắn kỹ xảo. Nếu như không phải trước giờ biết nội tình, Giang Sách tuyệt đối cũng bị lừa gạt. Khải Thụy lúc này đây quá độc ác, đem Giang Sách tính cách cho tính toán gắt gao, sau đó chính mình trốn phía sau, lợi dụng những thứ này sở hữu tốt bia miệng thủ hạ tới làm chuyện xấu. Thật là xảo trá. Mầm đồng đi tới nói rằng, Giang Đồng, vừa mới Liêu Nhất Phàm làm sao vui vẻ như vậy a? Giang Sách nở nụ cười. Hắn đương nhiên sẽ khai tâm, bởi vì, Liêu Nhất Phàm cho là hắn thực sự lừa gạt đến Giang Sách rồi. Trở lại phòng làm việc. Giang Sách xếp hợp Lý Mây Mỹ cùng Khương Lô Ly nói rằng, nhị vị, ta có cái thẹn thùng thỉnh cầu. Hai người đồng thời nói rằng, thỉnh cầu gì? Giang Sách xuất ra hai phần chia hoa hồng báo biểu, ân. Ta sốt ruột dùng tiền, có thể hay không phiền phức nhị vị ở trong vòng 3 ngày, liền đem những thứ này chia hoa hồng tiền, tụ vào chúng ta Thịnh Nhạc khoa kỹ năng A. Hai người đồng thời vui vẻ. Khương Lô Ly nói rằng, không nghĩ tới Giang Đồng như thế cần tiền A. Giang Sách nói rằng, ta cũng không gạt các ngươi, ta chuẩn bị thu mua Liêu Duẫn khoa kỹ năng, 50 ức, gấp gáp thiếu. Khương Lô Ly có chút kinh ngạc nói rằng, Liêu Duẫn khoa kỹ năng cho tới nay danh tiếng cùng doanh thu cũng không tệ, sao lại thế bán ra? Phương diện này có phải hay không có chuyện A? Đủ Mây Mỹ dã nhắc nhở, Giang Đồng, người phải chú ý. Giang Sách mỉm cười nói, yên tâm đi, không có việc gì. Hắn đã sớm coi là tốt tất cả, lúc này đây chính là cố ý mắc câu, phối hợp lao kéo diễn tốt cái này xuất diễn. Một bên khác, Liêu Nhất Phàm đi về trên đường, cho Khải Thụy gọi một cú điện thoại. Uy, thầy Cai, sự tình làm xong. Giang Sách na ngu xuẩn bị ta lừa gạt sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Liêu Duẫn khoa kỹ năng thực sự doanh thu khó coi. Hắn bằng lòng ký hợp đồng rồi. Đúng vậy. Hẹn ngày mai ở Liêu Duẫn khoa kỹ năng ký ý hướng hợp đồng, ta dựa theo lời ngươi nói, thành phố giá trị 50 ức, vừa lúc là Giang Sách khẽ cắn môi có thể đến chữ số. Hắn ước đoán còn tưởng rằng lượm cái đại tiện nghi, tại gia cười trộm a. Thật tình không biết, là một cái thiên đại hố sâu đang chờ hắn nhảy vào đi, ha 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 ha. Làm tốt lắm, Khải Thụy vẫn là nhắc nhở, bất quá ngươi chính là không nên quá vui vẻ, tất cả hay là muốn cẩn thận kính thận. Giang Sách người kia vẫn còn có chút bản lãnh, đang không có chính thức ký kết ý hướng hợp đồng trước, hết thảy đều còn nói không cho phép. Ân, ta biết, ngày mai sẽ xem ta tiếp tục biểu diễn A, cam đoan sẽ làm Giang Sách cho rằng lượm cái đại tiện nghi. Tốt, xem ngươi rồi. Cúp điện thoại, Khải Thụy tâm tình rất tốt. Hắn trực tiếp gọi điếu thuốc, khoái hoạt hút, một bên quất còn vừa hừ tiểu khúc. Lúc này, Lao Lôi đi tiến đến. Đại ca. Làm sao vui vẻ như vậy? Khải Thụy nói rằng, kế hoạch tất cả thuận lợi, Giang Sách. Bằng lòng ngày mai đi ký ý hướng hợp đồng, chỉ cần vừa lên câu, hắn con cá lớn này khả năng liền chạy không thoát. Lao kéo gật đầu nói, thật tốt quá, Giang Sách tên khốn kiếp này, hại chết Rip cùng nghĩa phụ, lúc này đây rốt cuộc phải thua bởi huynh muội chúng ta trong tay. Đến lúc đó, nhất định phải cầu mong gì khác chết dở sống dở, yên lành dằn vặt một phen. Đối với Lao Kéo phản ứng như thế, Khải Thụy biểu thị rất hài lòng. Xem ra, Lao Kéo cũng không có hoài nghi mình. Khải Thụy càng cao hứng hơn rồi, hít mạnh rồi vài điếu thuốc, sặc ho khan kịch liệt.
Lao kéo vội vàng đi qua rót chén nước cho Khải Thụy uống xong. Nàng một bên phát Khải Thụy sau lưng của vừa nói, đại ca, thân thể ngươi đều bết bát như thế, cũng không cần hút thuốc lá a. Khải Thụy cười cười, vui vẻ nha. Hơn nữa, ta lúc đầu đã sớm chết tiệt rồi, cái này hơn 20 năm đều là lão thiên gia ban thưởng cho ta. Theo ta thân thể này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ đi đời nhà ma, quất không hút thuốc lá, ta đều không biết lúc nào sẽ chết. Vận khí tốt, ta có thể sống lâu mấy năm. Vận khí không tốt, ta một giây kế tiếp thì có thể tử vong, cũng sẽ không bởi vì nhiều rít vài điếu thuốc thì có ảnh hưởng. Lao kéo bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, đại ca ngươi làm sao có thể nói như vậy? Bớt hút hiên hay là đối với thân thể mới có lợi. Vận khí của ngươi từ trước đến nay không sai, nói không chừng a, ngươi có thể so với chúng ta bất cứ người nào đều sống được lâu, sống lâu trăm tuổi cũng có thể. Sống lâu trăm tuổi. Khải Thụy cười ha ha, kỳ thực, ta mới là người thứ nhất hẳn là chết. Rip trẻ tuổi như vậy cường tráng, nghĩa phụ thân thể cũng vẫn cường tráng. Bọn họ bản cũng không nên ở phía trước ta ly khai. Hắn có chút bi thương nói rằng, ta mới là một nhà trong, thân thể kém cỏi nhất, tùy thời đều có thể sẽ chết na một cái. Buồn cười là, hiện tại Rip cùng nghĩa phụ đều đi, ta vẫn còn sống. Lão thiên gia đơn giản là đang cùng ta nói đùa. Đây hết thảy, đều là bởi vì Giang Sách tên khốn kiếp kia. Khải Thụy nắm chặt nắm tay, hung hãn nói, cho nên, ta nhất định phải giết chết Giang Sách, thay Rip cùng nghĩa phụ báo thù. Chỉ có làm xong rồi những thứ này, về sau đến rồi Hoàng Tuyền, ta mới có thể có khuôn mặt thấy bọn họ. Những lời này nhưng thật ra nói tình chân ý thiết, một điểm không có dối trá làm bộ dáng vẻ. Nếu như không phải ngay từ đầu cũng biết Khải Thụy đang diễn trò, Lao Kéo nói không chừng thực sự sẽ vì Khải Thụy những lời này mà cảm động. Nàng dám bài trừ lau nước mắt một cái, cùng nói rằng, cho nên, huynh muội chúng ta hai chỉ có càng hẳn là đoàn kết nhất trí, đem Giang Sách giết chết mới đúng. Khải Thụy nhìn Lao Kéo, cảm thấy rất vui mừng. Thật tình không biết, người trước mắt, cũng sớm đã đối với hắn có phòng bị. Thời gian nháy mắt liền đi qua. Ngày thứ hai rất nhanh đã tới. Dựa theo ước định thời gian, Giang Sách mang theo Cừu Trắng cùng với hai gã thịnh nhạc khoa kỹ năng tài vụ, đi tới Liêu Duẫn khoa kỹ năng, ở tại chủ tịch Liêu Nhất Phàm đám người tiếp đãi, phi thường long trọng đi tới phòng họp. Mỗi người dựa theo chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Liêu Nhất Phàm thần tình có chút kích động nói, Giang Đồng, ngài thực sự nguyện ý giúp bọn ta Liêu Duẫn khoa kỹ năng đi ra vũng bùn sao? Ta không muốn bởi vì phiền toái của mình mà liên lụy ngài. Đây là đoan chắc rồi Giang Sách tính cách, tới nhất chiêu lấy lui làm tiến, lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên, liền cùng Liêu Nhất Phàm dự đoán giống nhau, Giang Sách phi thường có trách nhiệm nói, ta đã chuyện quyết định chắc là sẽ không sửa đổi, Liêu Đồng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp Liêu Duẫn khoa kỹ năng đi ra vũng bùn, vì kinh thành khoa học kỹ thuật làm ra một phần cống hiến. Liêu Nhất Phàm đứng dậy sâu cúc cung. Cảm động nói rằng, cảm tạ Giang Đồng. Tại chỗ có người đều không thấy được dưới tình huống, Liêu Nhất Phàm khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra xảo trá nụ cười quỷ dị, tựa hồ muốn nói, Giang Sách, người thằng ngu này, mắc câu ha. Liêu Nhất Phàm phi thường cặn kẽ nghiêm túc đem Liêu Duẫn khoa kỹ năng bây giờ tình trạng tiến hành rồi giới thiệu, sau đó tiến hành rồi thị trường đánh giá giá trị, quả thực giá trị 50 ức. Tiếp lấy. Liêu Nhất Phàm lấy ra ý đồ bản hợp đồng cho Giang Sách xem. Mỗi một cái đều cho làm quen tương đương biết rõ, thật là một bức thật tình thành ý dáng vẻ, không có nửa phần làm bộ dạng, người bình thường chứng kiến, thực sự sẽ bị Liêu Nhất Phàm loại này chân thành cho cảm động. Giang Sách đã ở hạch toán qua đi không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì, nói rằng, Liêu Đồng, ngài thật là một cái phi thường đáng tin đồng bạn hợp tác, người yên tâm, mặc dù thu mua Liêu Duẫn khoa kỹ năng. Ta cũng sẽ để cho ngươi tiếp tục phụ trách. Liêu Nhất Phàm rất cảm động nói rằng, vậy thì thật là rất đa tạ Giang Đồng rồi. Kế tiếp mà bắt đầu chính thức ký hợp đồng. Căn cứ pháp luật quy định, Giang Sách cần trước giao phó thành phố giá trị 1/5 cũng chính là 10 ức tiền đặt cọc, sau đó công việc thu mua thủ tục, cũng với 2 tuần lễ sau đó đem tiền còn thừa lại duy nhất toàn bộ thanh toán tiền. Nếu như Giang Sách ở nơi này 2 tuần lễ bên trong không muốn thu mua, đó là có thể thối lui ra, nhưng tiền đặt cọc không lùi. Trong lúc,
Lưu Duẫn khoa kỹ năng cần phối hợp Giang Sách tiến hành một loạt chuyển giao thủ tục, đồng thời không thể ra lại bán cho hắn bất luận cái gì công ty. Hết thảy đều nói xong. Giang Sách cuối cùng nói rằng, ta sẽ dùng thần mộng khoa kỹ năng tới thu mua Lưu Duẫn khoa kỹ năng. Thần mộng khoa kỹ năng. Lưu Nhất Phàm sửng sốt một chút, hỏi các loại, cái này thần mộng khoa kỹ năng là cái gì a? Không phải Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thu mua sao? Giang Sách hồi đáp, là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thu mua không sai, cái này thần mộng khoa kỹ năng là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng một cái công ty con, cũng là từ ta toàn bộ cầm cổ, ngươi có thể tra. Phải. Lý do cẩn thận, Lưu Nhất Phàm để cho thủ hạ đi thăm dò một cái, quả nhiên thần mộng khoa kỹ năng là do Giang Sách hoàn toàn cầm cổ, thuộc về Giang Sách một công ty. Cái này Lưu Nhất Phàm an tâm. Chỉ cần là Giang Sách công ty là được, dù cho không phải Thịnh Nhạc khoa kỹ năng dưới cờ cũng không quan hệ, ngược lại cái hố là Giang Sách là được rồi. Tất cả điều tra rõ ràng sau đó, Lưu Nhất Phàm liền cùng Giang Sách hoàn thành sau cùng ký hợp đồng. Song phương đều ở đây ý đồ trên hợp đồng ký tên, nhấn vân tay. Hoàn thành đây hết thảy sau đó, song phương liền cũng không có thể tùy tùy tiện tiện đổi ý, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng trên nguyên tắc là phải bán cho Thịnh Nhạc khoa kỹ năng rồi. Lưu Nhất Phàm mỉm cười vươn tay, Giang tiên sinh, nguyện chúng ta hợp tác khoái trá. Giang Sách cũng đưa tay ra, hợp tác khoái trá. Sau đó Giang Sách làm cho tài vụ đem 10 ức đánh vào đến rồi Lưu Duẫn khoa kỹ năng. Đợi 2 tuần lễ sau đó, lại đem tiền còn lại toàn bộ đánh vào, như vậy coi như là hoàn thành thu mua. Cho tới bây giờ, còn không hề có một chút vấn đề, nhìn qua phi thường bình thường. Tất cả sự vật xử lý kết thúc, Giang Sách mang người ly khai Lưu Duẫn khoa kỹ năng. Tống biệt Giang Sách sau đó, Lưu Nhất Phàm trên mặt cũng nữa không kềm được rồi, lộ ra cuồng vọng mà cười đến phóng đãng dung, đang ôm bụng cười ha ha nói, Giang Sách a Giang Sách. Ngươi thông minh một đời, kết quả là làm sao cũng không nghĩ ra biết thua ở trên tay của ta a. Ngươi cho rằng Lưu Duẫn khoa kỹ năng là tốt như vậy thu mua. Muốn dám ăn. Hắn lập tức liền cho Khải Thụy bấm điện thoại. Thầy Cai, sự tình đều giải quyết, Giang Sách đã theo chúng ta ký kết ý đồ bản hợp đồng, đồng thời còn nghĩ 10 ức gọi lại, con cá lớn này đã mắc câu. Khải Thụy cũng không nén được hưng phấn nói rằng, làm tốt. Kế tiếp 14 ngày. Ta muốn làm cho Giang Sách biết cái gì gọi là làm sống một ngày bằng một năm. Giang Sách, chờ chết a, ngươi, cúp điện thoại. Khải Thụy ngay lập tức sẽ đem mọi người triệu tập lại, sau đó đem vậy từ Đàm ra mượn tới 30. Ước phân phát xuống, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều có vài tỷ. Hắn chỉ cần đám người này giúp hắn làm một chuyện mua số lượng lớn Lưu Duẫn khoa kỹ năng cổ phiếu, trong thời gian ngắn kéo cao Lưu Duẫn khoa kỹ năng thành phố giá trị. Có tiền, làm loại sự tình này thì đơn giản sinh ra. Những người đó cầm Khải Thụy cho 30 ức, trong mấy ngày kế tiếp, không ngừng điên cuồng mua vào. Ngắn ngủi 3 ngày, liền đem nguyên bản giá trị 500 triệu Lưu Duẫn khoa kỹ năng thị trường chứng khoán giá trị cho kéo cao đến rồi 80 ức. Tốc độ này lên cao thật sự là quá nhanh. Mấu chốt nhất là, nhìn bề ngoài bọn họ là dùng tiền đang làm việc này, trên thực tế bọn họ một phân tiền không có hoa. Bởi vì Lưu Nhất Phàm chỉ là thay mặt cầm cổ người, chân chính lão bản sau màn là Khải Thụy. Cho nên, bọn họ đại lượng mua vào Lưu Duẫn khoa kỹ chi sau, số tiền này không phải đến rồi Lưu Nhất Phàm trong túi, mà là lại tiến vào Khải Thụy trong túi áo. Khải Thụy cứ như vậy tả hữu ngược lại tay phải, một cái đổi tay, Lưu Duẫn khoa kỹ năng thành phố giá trị liền lên thăng một bước dài. Tiếp theo, hắn sẽ đem số tiền này phân phát xuống, cố kỹ trọng thi. Lại để cho những thủ hạ kia tiến hành mua vào. Như vậy nhiều lần, kỳ thực lưu thông tiền tổng cộng cũng liền 30 ức, nhưng là lại có thể liên tục không ngừng tiến hành mua vào, giống như là có hoa không xong tiền giống nhau. Nguyên nhân chính là ở chỗ Lưu Duẫn khoa kỹ năng lão bản sau màn chính là Khải Thụy, hắn một mực tay trái ngược lại tay phải, 30 ức căn bản là không có hoa, chính mình chuyển chơi. Hắn là chuyển chơi một phân tiền không tốn. Nhưng Lưu Duẫn khoa kỹ năng thành phố giá trị lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị cất cao. Từ lúc mới bắt đầu 50 ức, càng về sau 80 ức, qua vài ngày nữa lại lật thành 130 ức, 10 ngày sau trực tiếp tăng đến 200 ức. Lúc đầu Khải Thụy còn làm cho Na 10 cái thủ hạ điểm danh, chú ý một chút. Về sau liền căn bản không quản không để ý,
cũng không sợ người khác nhìn ra, ngoài sáng tới. Ngươi xem đi ra thì thế nào? Có biện pháp giải quyết sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Duẫn khoa kỹ năng thành phố giá trị trở thành nghiệp giới một cái tin tức lớn. Nhìn bề ngoài, Lưu Duẫn khoa kỹ năng thành phố giá trị bị kéo cao vô cùng, là một khối lớn dê béo, nhưng tất cả mọi người lòng biết rõ, đây là một đầu tiêm nước nghiêm trọng dê béo. Cắn xuống một cái tất cả đều là thủy, một điểm thịt cũng không có. Nhìn qua thành phố giá trị rất cao, vậy cũng là ác ý kéo cao, một điểm hàm kim lượng cũng không có. Lúc này người nào mua xuẩn. Hoa một đống lớn tiền đi mua một cái căn bản không có cao như vậy giá trị công ty, tới tay sau đó đại khái suất là muốn sụt, vô duyên vô cớ bách hoa trên 10 tỷ, việc này ai làm? Những công ty khác khẳng định đều là sẽ không làm. Nhưng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng bất đồng. Giang Sách nhưng là ký kết thu mua hợp đồng, không thể không mua. Nếu như ngươi không mua, 100 triệu tiền đặt cọc nhất định là sẽ không trả lại cho ngươi. Đây là nhẹ, nghiêm trọng là, nếu như ngươi buông tha thu mua, na ở pháp luật mặt chính là ác ý phá hư quy tắc, đơn phương bội ước, phải bị phi thường nghiêm khắc nghiêm phạt. Tuy là hiện nay còn không có cho ra cụ thể nghiêm phạt điều lệ. Thế nhưng, chỉ cần dùng đầu óc ngẫm lại liền sẽ rõ ràng, cái này nghiêm phạt tuyệt đối nhẹ không được. Kinh thành loại địa phương này, làm sao có thể để cho ngươi tùy tùy tiện tiện bội ước chơi. Thời khắc này Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đã bị trên kệ đống lửa đang nướng, hắn tiến lên trước một bước là vực sâu vạn trượng, lùi ra phía sau một bước là vô tận luyện ngục, tiến thối cũng không có cách nào. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, đến rồi thời điểm nguy hiểm nhất, thậm chí biết bởi vì. Này một lần thu mua sự kiện mà đóng cửa. Mỗi người đều ở đây xem Thịnh Nhạc khoa kỹ năng tốt làm trò. Xem Giang Sách tốt làm trò. Trọng môn khoa học kỹ thuật, phòng họp. Khải Thụy Dơ Hương Tân, cùng mọi người nói rằng, còn có 4 ngày, Giang Sách sẽ xong đời. Đại gia tới làm ly. Bịch một tiếng, hắn mở ra Hương Tân, toát ra đại lượng bọt nước. Mọi người mặt mày rạng rỡ, mỗi một người đều mừng rỡ không được. Khải Thụy nói rằng, trong khoảng thời gian này ít nhiều mọi người trợ giúp, mới có thể đem Giang Sách từng bước một bước đến tuyệt cảnh. Các ngươi yên tâm, chỉ cần giết chết Giang Sách. Ta sẽ cho mỗi người các ngươi một số lớn tiền trả nước. Đặc biệt Lưu Nhất Phàm, về sau công ty phó đồng vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lưu Nhất Phàm giơ ly rượu lên, nói rằng, đa tạ chủ tịch ưu ái, kỳ thực ta chỉ là làm ta phải làm, có thể có thành tích hôm nay, na toàn bộ đều nhờ vào chủ tịch kế hoạch của ngài chu đáo chặt chẽ. Mọi người cùng ly, uống bất diệt nhạc hồ. Một lát sau, lao kéo tới đến rồi phòng họp. Lập tức có người đưa lên một chén rượu. Lao kéo nói rằng, đại ca, người thực sự là thật lợi hại, như vậy không ai bị nổi Giang Sách, ở ngắn ngủi trong vòng 10 ngày cũng nhanh cũng bị ngươi cho làm hỏng rồi. Hiện tại Giang Sách giống như là bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng, truyền thông căn bản là phách không đến hắn, hình như là cả ngày đứng ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng không được, không biết ở nghẹn cái gì điểm quan trọng, giọt. Lưu Nhất Phàm nói rằng, chuyện cho tới bây giờ hắn còn có thể nghẹn cái gì điểm quan trọng giọt. Ngoại trừ rửa cái cổ chờ chết ở ngoài, hắn cái gì cũng làm không được. Lao kéo gật đầu, giơ ly rượu lên nói rằng, vậy trước giờ chúc đại ca đạt thành tâm nguyện, diệt trừ Giang Sách tên khốn kiếp này. Đại gia cùng ly. Toàn bộ phòng họp phi thường náo nhiệt, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười sung sướng. Trọng môn khoa học kỹ thuật bị Giang Sách áp chế lâu như vậy. Ngày hôm nay cuối cùng là đạt được cơ hội yên lành chút cơn giận. Cùng lúc đó, ở Đàm gia bên trong biệt thự, Đàm Vĩnh Thắng cùng Đàm Quốc Đống đây đối với ông cháu cũng sướng đến phát rồ rồi. Đàm Vĩnh Thắng vẻ mặt vui sướng nói rằng, cái này Khải Thụy thực sự là lợi hại a, thật không ngờ hắn cư nhiên thực sự nói được thì làm được, đem Giang Sách bức cho trên tuyệt lộ. Lợi dụng cổ phiếu tới thư kích Giang Sách, sách sách sách, to gan như vậy ý tưởng cũng có thể thực hiện. Thật là một nhân tài. Đàm Quốc Đống nói rằng, mấu chốt nhất là, chúng ta cho hắn mượn na 30 ức, kỳ thực hắn một phân tiền chưa từng hoa, một mực tay trái ngược lại tay phải, tương đương rớt Giang Sách, 30 ức có thể còn nguyên trả cho chúng ta, hoàn toàn không phải thua thiệt. Hai người đều vui vẻ. Vừa nghĩ tới Giang Sách biết bởi vì chuyện này mà anh hùng mặt lộ, trong lòng liền vô cùng thống khoái. Dám cùng Đàm ra đối nghịch. Ha ha. Muốn chết.
Đàm Quốc Đống nói rằng, hiện tại đặt Giang Sách trước mặt chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất là chết cắn răng thu mua Lưu Chuẩn khoa học kỹ thuật, con đường thứ hai chính là buông tha thu mua. Nếu như hắn chết cắn răng hoàn thành thu mua, Na không sai biệt lắm được hoa 250 ức để hoàn thành thu mua, so với ngay từ đầu 50 ức ước chừng tăng 200 ức. Tâm tắc, hắn nào có tiền tới thu mua? Coi như từ Triệu gia, Khương gia bên kia mượn tới 200 ức hoàn thành thu mua, lấy được cũng bất quá là một cái tiêm nước công ty mà thôi. Đến lúc đó Khải Thụy sẽ đem trong tay cổ phiếu ác ý bán tháo, ngược đem thành phố giá trị kéo xuống, đến lúc đó Lưu Chuẩn khoa học kỹ thuật sợ rằng ngay cả 50 ức đều không đáng. Đến lúc này một hồi, bằng chống không tan biến mất rồi 200 nhiều ức, thua thiệt thảm. Lúc đầu Thịnh Nhạc khoa kỹ năng liền chống giống, nếu như lại bốc hơi lên 200 ức, vậy còn không chết. Cùng ngày có thể tuyên bố phá sản, ha 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 ha. Cho nên... con đường này là tuyệt đối không đi được. Na con đường thứ hai có thể đi sao? Đương nhiên cũng không được. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, nếu như Giang Sách buông tha thu mua, như vậy 100 triệu tiền đặt cọc phải không còn. Đương nhiên, đây là tiền lẻ, không coi vào đâu, mấu chốt là pháp luật cho ra nghiêm phạt. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, một ngày Giang Sách buông tha thu mua, như vậy sẽ được nhận định vì đơn phương ác ý phá hư thị trường thu mua. Phải tiếp nhận phi thường trừng phạt nghiêm khắc. Năm trong năm cấm con nữa bất kỳ thu mua hành vi, đồng thời, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng rất có thể sẽ bị kinh thành kéo vào sổ đen, từ nay về sau chỉ có thể đi xa xôi thành phố nhỏ phát triển, ha 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 ha. Một ngày Thịnh Nhạc khoa kỹ năng ly khai kinh thành, Na cơ bản thì xong rồi, cũng nữa đừng nghĩ xoay người. Cho nên, bất kể là con đường thứ nhất vẫn là con đường thứ hai, đều là tử lộ tuyệt lộ. Giang Sách đã vô lộ khả tẩu. Tiến lên trước một bước là vực sâu, lùi ra phía sau một bước là luyện ngục. Đợi Giang Sách, chỉ có hai chữ thất bại. Đàm Vĩnh Thắng phi thường vui mừng nói rằng, cùng Giang Sách đấu lâu như vậy, chúng ta cho tới nay đều là phe thua, nhưng này thì như thế nào rồi? Ngay từ đầu thắng không tính là thắng, muốn vẫn cười đến cuối cùng nhân tài xem như là người thắng. Hạng Võ vẫn thắng Lưu Bang, nhưng cuối cùng thua một lần. Liền triệt để thua Giang Sơn. Đàm Quốc Đống nói rằng, đạo lý này ta hiểu, tựa như chơi game, sơ kỳ vẫn kinh tế áp chế, đầu người vượt lên đầu, phá địch quân ba tòa cao điểm. Nhưng cũng bởi vì cuối cùng thua một lớp đoàn chiến đấu, bị người ta đánh cái đoàn diệt, kết quả là đưa tới đối phương một lớp cao hơn mà, tháo dỡ lão ra, game over. Hai ông cháu nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hai người bọn họ đều đối với Giang Sách hận thấu xương, nhưng vẫn tới nay lại đem Giang Sách không có gì biện pháp tốt, lần này xem như chút giận. Một chữ, thoải mái. Cũng trong lúc đó, Triệu gia trong biệt thự đầu. Triệu gia đại công tử Triệu Hải Nhân chắp hai tay sau lưng ở bên trong đại sảnh đạc lai đạc khứ, trên mặt một hồi vui vẻ một hồi ưu sầu, tâm tình vô cùng không đạm định. Lão bà hắn Tề Vân Mỹ không nhìn nổi, mắng, người đi tới đi lui làm gì chứ? Hoàng ánh mắt ta đều choáng váng. Còn có, người trên mặt đó là cười vẫn là khóc a? Một hồi một cái biểu tình, làm sao, người gần nhất đang luyện tập biến sắc mặt sao? Triệu Hải Nhân bẹp bẹp miệng, đi tới nói rằng, ta là đang suy tư Giang Sách sự tình. Tề Vân Mỹ bạch liễu tha nhất nhãn, người suy nghĩ cái gì? Triệu Hải Nhân nói rằng, ai nấy đều thấy được, Giang Sách lúc này rơi trong hố đi, hắn cho rằng lượm cái đại tiện nghi. Ai biết lượm cái lớn lựu đạn. Thu mua Lưu Chuẩn khoa học kỹ thuật vốn tưởng rằng là chuyện đẹp một cọc, ai biết, bị người ta Khải Thụy đánh cái phục kích chiến, bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Cùng lúc, ta thật cao hứng, Giang Sách tiểu tử này trước đây lão sống mái với ta, lộng một lộng hắn cũng tốt, trong lòng ta thoải mái. Nhưng nghĩ lại a, Giang Sách muốn thực sự là xong, vậy cũng không tốt. Trước không nói Giang Sách hiện tại theo chúng ta Triệu gia là mặt trận thống nhất. Cùng nhau đối phó Đàm gia, chỉ là Dung Nhi đối với hắn cảm tình, vậy thì không thể làm cho Giang Sách xong. Có thể nói đi nói lại thì, Giang Sách bây giờ là không muốn hết đều không được. Ai, ta cũng nghĩ không ra bất luận cái gì giải cứu hắn đích phương pháp xử lý. Lão bà, nếu đổi lại là ngươi, ngươi muốn thế nào mới có thể phá cuộc a? Tề Vân Mỹ lắc đầu, nói rằng, vô giải, ván này đã là nước cờ thua. Từ lúc Giang Sách ký thu mua hợp đồng thời điểm, như vậy một ván cờ sẽ thấy cũng sống không được.
Kỳ thực ta ở ngay từ đầu liền nhắc nhở qua Giang Sách, trên đời này không có tiện nghi như vậy tốt sự tình, làm sao có thể sẽ có người chủ động tới cửa tới thỉnh cầu thu mua. Hơn nữa còn là một cái chất lượng tốt cổ. Hắn không phải không nghe, dám phải làm người tốt, làm tiếp mâm hiệp, mới có ngày hôm nay kết cục này. Lại nói tiếp, Khải Thụy đối với Giang Sách tính toán thực sự quá sâu. Ngay cả Giang Sách tính cách nhược điểm đều tính toán nhất thanh nhị sở, ăn chắc Giang Sách biết trợ giúp Lưu Nhất Phàm. Ai, ván này, Giang Sách không cứu. Triệu Hải Nhân hỏi, rời khỏi không mua không được sao? Tề Vân Mỹ vui vẻ, có thể a, vậy hắn sắp sửa đối mặt 5 năm cấm có nữa bất luận cái gì thu mua, đồng thời muốn đem Thịnh Nhạc khoa kỹ năng rời khỏi kinh thành cục diện. Ngươi cho rằng đó là một tốt kết cục sao? Đến lúc đó sợ là sẽ phải chết thảm hại hơn. Triệu Hải Nhân còn nói, vậy kiên trì thu mua. Tiền nơi nào đến, Tề Vân Mỹ nói rằng, nếu như thật thu mua, phải làm xong không duyên cớ tổn thất 200 nhiều ức chuẩn bị tâm lý. Đừng nói là bấp bênh Thịnh Nhạc khoa kỹ năng rồi, coi như là ba gia tộc lớn đều không chịu nổi như vậy làm lại nhiều lần. Nghe thế, Triệu Hải Nhân cũng là triệt để không có cách nào. Vô luận như thế nào chọn, đều là một con đường chết. Vô giải. Triệu Hải Nhân nói rằng, Giang Sách là triệt để xong đời, ai, ta còn tưởng rằng hắn thật lợi hại rồi, kết quả là cũng chỉ là một gối thêu hoa trông khá được mà không dùng được. Tề Vân Mỹ nói rằng, kỳ thực Giang Sách đã rất lợi hại, văn võ song toàn, chí ít mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Chỉ là kinh thành vũng nước này thật sự là quá sâu, mặc kệ ngươi là long cũng tốt, là hổ cũng được, cũng đừng nghĩ ở chỗ này tùy tâm sở dục, tùy ý làm bậy. Ở ta kiến thức qua nhóm người chung, Giang Sách đã có thể được xem là rồng phượng trong loài người, nhưng tiếc là, hắn vẫn bị kinh thành vũng nước này nuốt mất rồi. Chuyện như vậy không phải lần thứ nhất phát sinh, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Còn nhớ rõ 20 năm trước rung động kinh thành, can qua sự kiện, sao? Lúc đó người nam nhân kia, cũng là nhân trung chi long, nhưng là bởi vì một lần thất bại mà mất đi hết thảy. Cuối cùng âm tín hoàn toàn không có, sống hay chết cũng không biết. Can qua sự kiện, Triệu Hải Nhân nhu liễu nhu đầu, lại nói tiếp, đã là chuyện rất xa xôi, khi đó chúng ta đều vẫn là mười mấy tuổi tiểu hài tử, bất quá dù vậy, đã cùng can qua sự kiện ấn tượng thâm hậu a. Hai người tùy ý hàn huyên. Nói ngắn lại, ván cờ này, Giang Sách đã bị sẽ chết rồi, mặc dù là Đại La Kim Tiên tới, cũng không tế với sự tình. Trừ phi thời gian đảo ngược, trở lại trước đây ký hợp đồng thời điểm, làm cho Giang Sách không muốn ký tên. Hay không thì lời nói, hết thảy đều là phí công. Gần nhất kinh thành, trời u ám, cả ngày trời mưa, nước mưa nhiều đến đem mặt đường đều bao phủ lại trình độ, xe cộ cũng không có cách nào bình thường hành xử. Hôm nay, liền cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng tương lai giống nhau, nhìn không thấy dương quang. Gần nhất vài ngày, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng mỗi một ngày đều có đại lượng công nhân tuyển trạch tạm rời cương vị công tác, bọn họ đều nhận định Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nhất định sẽ chết rất là thảm, theo như vậy một công ty tiếp tục làm tiếp, khẳng định không có gì kết quả tốt. Mỗi một ngày, bận rộn nhất đúng là bộ nhân viên rồi. Có thể lưu lại cùng công ty cùng chết sống, đều là nhất chân thành một nhóm công nhân, nhưng bọn hắn cũng đều rõ ràng, bọn họ tối đa cũng liền theo công ty mấy ngày nay rồi. Đến khi hai tuần lễ kỳ hạn vừa đến, công ty không phải phá sản chính là bị ép rời khỏi. Kinh thành khoa học kỹ thuật long đầu lão đại, ngày giờ không nhiều rồi. Càng để cho người tuyệt vọng là, quá khứ hăng hái, không gì không thể chủ tịch Giang Sách, lúc này đây cũng mất đi ma lực, cả ngày tự giam mình ở bên trong phòng làm việc, không thấy bóng dáng. Cũng là bất đắc dĩ. Các công nhân viên đều biết, mặc dù Giang Sách lợi hại hơn nữa, lúc này đây cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Tử cục, đã định. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.